chương 1540, Thương Hoàng đổi chủ. Nghe nói không, lần này thời đại thiên kiêu bảng đầu bị Quang Minh Thánh giáo bắt đi. Có chỗ nghe thấy, nghe nói kia mục phong giết Quang Minh Thánh tử, cùng cửu giao đảo thiếu đảo chủ, tại thiên kiêu thịnh hội lại giết Kim Nguyệt lang Quốc Kinh Thương, cùng thiên hàn thánh tông thiên tài hạ hầu liên đào, vạn tượng thánh tông bị mấy đại thế lực liên thủ bức bách giao ra mục phong, nghe nói còn có ẩn thế tiên nhân xuất hiện đâu, mục phong lúc này mới bị bách giao cho Quang Minh Thánh giáo. Đáng tiếc, ai, thế hệ này thời đại thiên kiêu A, à, nghe nói kia mục phong cũng là vừa thành hoàng, có thể nói là thiếu niên gia anh hùng, liền rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Ai nói không phải đâu, bất quá ai bảo hắn sát niệm nặng, giết mấy phương thế lực thiên tài, mà những này thế lực tự nhiên không nguyện ý trông thấy vạn tượng tông tương lai ra một cái có thể trấn áp đại lục nhân vật tuyệt thế ảnh hưởng cách cục, liên thủ diệt trừ một tên không phải chính mình trận doanh thiên tài bọn hắn tự nhiên mừng rỡ như thế. Đại lục các nơi tu hành giới nghị luận, mà cách lâu như vậy, mục phong bị chộp tới quang minh thánh giáo tin tức mới truyền khắp đại lục về phần hắn đào tẩu tin tức loại này chuyện xấu tự nhiên sẽ bị quang minh thánh giáo phong tỏa tin tức không bị truyền đi mà mục phong cũng bị thế nhân nhận định vẫn lạc hoặc là bị quang minh thánh giáo vĩnh viễn cầm tù cái tên này theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người chú ý phạm vi thời gian trôi qua đảo mắt lại là thời gian hai năm đi qua đại thương vương triều bên trong cũng là phát sinh một kiện đại sự thác bạt thanh hải đại ca, đại hoàng tử đột phá thành hoàng. Mà thương hoàng cũng trực tiếp thoái vị cho đại hoàng tử, chính mình một lòng nghiên cứu khổ tu tiên đạo. Chuyện này, đối đại thương vương triều tới nói, tất nhiên là ảnh hưởng vương triều cách cục chuyện lớn. Vương triều bên trong, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều có chịu đựng, mà đại hoàng tử đăng vị, đối với tứ hoàng tử những người ủng hộ kia mà nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đại thương trong hoàng cung, chúc mừng đại hoàng tử, không, là bệ hạ, Đại hoàng tử Thác Bạt Thanh Sơn những người ủng hộ quỳ gối hô to, mà Thác Bạt Thanh Sơn ngồi tại hoàng vị, trên mặt viết đầy nhân sinh đắc ý bốn chữ. Ha ha, chư vị ái khanh miễn lễ, Thác Bạt Thanh Sơn cười to nói, cao cao ngồi tại hoàng vị, trên mặt đều là tiếu dung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, tứ hoàng tử cuối cùng vẫn là bại bởi ngài. Vẫn châu vương ra cười nói, ha ha, tứ đệ, bàn về tư lịch, hắn dựa vào cái gì cùng ta tranh, bây giờ ta thành hoàng, hắn những cái kia tùy tùng cũng nên hảo hảo chèn ép chèn ép. Thác bạt thanh sơn cười lạnh nói, bệ hạ, bất quá trước đây không lâu, vạn tượng thánh tông cũng chuyển tới có tin tức, tứ hoàng tử cùng cửu công chúa hắn giống như cũng đột phá thành hoàng. Mà đây là có một tên vương gia cao mày nói, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá hắn hai người thành hoàng lại có thể thế nào. Ta đăng ký hoàng vị, bây giờ liền có thể trưởng khống đại thương thất túc chiến khôi, phụ hoàng cùng lão chủ cũng sẽ đứng tại ta bên này, coi như hắn thành hoàng, có thể lăn lộn nổi bao nhiêu sóng gió. Thác bạt thanh sơn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Đại thương vương triều lập đời, tự nhiên cũng có lá bài tẩy của mình, trong đó, thương hoàng trưởng khống sức mạnh lớn nhất chính là đại thương thất túc chiến khôi. Thất túc chiến khôi là bảy bộ lục giai hoàng cấp chiến khôi, chiến lực có thể so với thiên anh cảnh giới cường giả, là đại thương đã từng hao hết quốc lực chế tạo bảy bộ chiến khôi, trực tiếp từ đăng ký đế vương người tâm phúc trưởng khống, cũng là đế vương thủ đoạn mạnh nhất. Bệ hạ, Ta cho rằng, không nên nhằm vào tứ hoàng tử đều người, dù sao đều là một nước tu sĩ. Bây giờ bệ hạ đăng cơ, bọn hắn tự nhiên cũng đều là vì bệ hạ hiệu lực. Nếu như bệ hạ chèn ép tứ hoàng tử đều người, ngược lại dễ dàng rơi thế nhân đầu để câu chuyện. Nếu như bệ hạ có thể trọng dụng, cái này ngược lại thể hiện bệ hạ một cái ý chí thiên hạ dung người chi lượng. Lại một tên vương ra nói, cái này người nói chuyện chính là tử vân quận chúa phụ thân, ương vương. Những người khác nhìn phía ương vương, lập tức có người đi ra phản bác, bệ hạ người như vậy dùng chắc hẳn bệ hạ cũng là không an lòng, ta không tán thành ương vương chi ngôn. Không sai, ta cũng cho rằng, trung thần há có thể phụng dưỡng hai chủ. Những người khác cũng là nhao nhao phản đối, cho cười, bọn hắn duy trì đại hoàng tử đến hôm nay, còn không phải là vì đại hoàng tử đăng cơ sau ích lợi của mình có thể khuếch đại. Mở rộng lợi ích từ đâu tới đây, tự nhiên theo kẻ thất bại nơi đó cướp đoạt mà đến, ương vương đề nghị không thể nghi ngờ đều xúc phạm không ít người muốn có được lợi ích. Ương vương, ta nhớ được người có cái nữ nhi cùng tứ hoàng tử rất thân cận a à. trước đó nói chuyện tên kia vương gia cười quái dị nói phong vương gia người có ý tứ gì ương vương cao mày nói không có ý gì chỉ là hy vọng ương vương có thể nhận hiểu rõ người đi theo chính là ai là chúng ta bệ hạ không phải tứ hoàng tử phong vương cười lạnh nói thác bạt thanh sơn nhìn phía ương vương bình tĩnh nói ương vương không phải không đạo lý bất quá có người nhất định lòng lang dạ thú đã lúc trước bọn hắn đứng sai đội quả nhân liền muốn để bọn hắn biết đứng sai đội hạ tràng, phàm là duy trì lão tứ trọng thần, hết thảy cách chức về phần dùng dạng gì lý do, tìm cái gì dạng lấy cớ, các ngươi đều am hiểu a. À. bệ hạ anh minh, chúng vương mừng thầm, làm quan cái kia không có điểm đen liệu, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đâm một chút tứ hoàng tử người ủng hộ một chút đen liệu đi lên, khuếch đại, thác bạt thanh sơn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ương vương nhưng trong lòng thì ám đạo, cái này thác bạt thanh sơn lòng giả cuối cùng rất nhỏ hẹp còn có ương vương, liên quan tới tử vân quận chúa sự tình, quả nhân hy vọng người có thể nắm tốt. Thác bạt thanh sơn lại nhìn ương vương nói, phải, ương vương chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng là. Còn có thiên anh sơn, thiên anh sơn đứng ở vương đô bên trong, nhưng lại không nghe vương triều làm việc, âm thầm phát triển lớn mạnh, đệ tử trải rộng vương triều, nếu là không ức chế, tương lai tất nhiên ảnh hưởng hoàng quyền vững chắc, cho nên quả nhân quyết định vây quét thiên anh sơn, nếu là thần phục quả nhân còn tốt, không thần phục, trực tiếp tiếu sát, Thác Bạt Thanh Sơn lại lạnh lẽo đạo, vậy mà muốn đối Thiên Anh Sơn ra tay. Bệ hạ không được, mà lúc này, lại một người hô to, lại là ương vương. Bệ hạ, Thiên Anh Sơn chính là tán tu trong lòng một chỗ thánh địa tu hành, không ít quan lại trong gia tộc đệ tử cũng thích đi tu hành. Nếu là diệt Thiên Anh Sơn, cái này sẽ chỉ kích thích vương triều tán tu đối vương triều lòng cừu hận, không ổn, không ổn a à. Ương vương khuyên nhủ, cái này quả nhân tự nhiên giải, bất quá ta không biết cho phép vương triều bên trong xuất hiện dạng này không phục tùng vương triều thống trị thế lực tồn tại, hoặc là thần phục, hoặc là diệt, ương vương, hôm nay người thế nhưng là có chút nhiều. Thác bạt thanh sơn nhìn qua ương vương lạnh lùng nói, bệ hạ, ương vương cùng thiên anh lão nhân thế nhưng là thầy trò tình thâm nặng. Kia phong vương vừa cười nói, a ương vương vẫn là thiên anh lão nhân học sinh. Thác bạt thanh sơn con người nhíu lại, nhìn qua ương vương. Lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn chính xác tại thiên anh sơn tu hành qua, sư bái thiên anh lão nhân, bất quá lão sư một lòng tu đạo, tâm hướng thoải mái, tuyệt đối không có cùng vương triều tranh phong tranh lợi ý tứ. Ương vương thản nhiên nói, thì ra là thế, thác bạt thanh sơn gật đầu, theo sau đột nhiên quát lạnh nói, người tới, đem ương vương bắt lại cho ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1541, Đại Thương Dung Chuyển Thác bạt thanh sơn ra lệnh một tiếng, lập tức chung quanh có thiên phách cảnh giới vương vệ phun lên, trực tiếp đem ương vương giữ lại. Bệ hạ, ngài làm gì? Ương vương biến sắc, bị đau gác ở trên cổ. Ương vương, đừng trách vốn quả nhân không có nhắc nhở ngươi, bây giờ, ta mới là đại thương hoàng, ngươi như thế giữ gìn thiên anh Sơn, ta rất khó không nghi ngờ ngươi cùng thiên anh Sơn không có cái gì cấu kết. Người tới, trước hết mời ương vương xuống dưới, hảo hảo hầu hạ, không được nhường hắn rời đi hoàng cung. Thác bạt thanh Sơn lạnh lùng nói, bệ hạ, bệ hạ, đại hoàng tử, ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hay lòng, ta nói tới, cũng chỉ là hy vọng bệ hạ có thể thành lập một cái khai sáng thịnh thế chi hướng A. Ương vương không cam lòng quát, bất quá vẫn là bị áp mang đến xuống dưới. Bệ hạ, ta nhìn ương vương sớm đã có hai lòng, thiên anh sơn những năm này tại vương triều lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, sớm tối nguy hiểm cho hoàng quyền, ta duy trì bệ hạ diệt trừ thiên anh sơn. Phong châu vương nói, chúng ta cũng thế, bệ hạ cử động lần này thánh minh, những người khác cũng nhao nhao tán thành. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cái này thác bạt thanh sơn vừa đăng cơ, trước hết nhất nghĩ chính là vững chắc chính mình hoàng quyền. Còn có duy trì lão tứ những gia tộc kia, cũng tốt tốt chèn ép chèn ép, liễu gia, thần hành tông, thạch gia chờ một chút, hoặc là thần phục quả nhân, hoặc là diệt. Thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói, thác bạt thanh sơn vừa đăng cơ, lập tức đại thương vương triều bên trong thế cục trong nháy mắt dung chuyển. Liễu y tuyết gia tộc, liễu gia, thạch chính hùng gia tộc, Thạch gia, Thiểm Lăng tông môn thần hành tông, những này thế lực lập tức tao ngộ Vương Triều Vũ Lực trấn áp, trong gia tộc nhân vật trọng yếu, tức thì bị trực tiếp nắm lên giam giữ vào mục giam khống chế lại, từ đó trưởng khống những này thế lực. Mà Đại Thương Vương Triều cũng rốt cục chuẩn bị đối Thiên Anh Sơn hạ thủ. Thiên Anh Sơn bên trong, vị trí trung tâm Thiên Anh Điện bên trong. Thiên Anh Điện ở vào Thiên Anh Sơn vị trí trung tâm, xây dựng ở một tòa hùng vĩ phía trên ngọn núi lớn, nơi này là Thiên Anh lão nhân thanh tu chi địa. Mà giờ khắc này, thiên anh điện bên trong lại là hội tụ không ít người. Mấy trăm tên vương giả hội tụ thiên anh điện bên trong, mà trên điện phương là một tên một thân áo bảo màu xám lão nhân tóc trắng, chính là thiên anh lão nhân. Mà điện phía dưới, có phong lôi tử, dịch lão, những này thiên anh sơn ở lại vương giả đều tại điện phía dưới. Lão sư, vương triều bên trong đã truyền đến tin tức, tân hoàng thác bạt thanh sơn, vì vững chắc hoàng quyền, đã chuẩn bị đối với chúng ta thiên anh sơn hạ thủ. Phong Lôi Tử sắc mặt trầm xuống nói: "Đại Thương Vương triều thế cục, Thiên Anh Sơn tự nhiên đều là tùy thời chú ý, đặc biệt là hiện tại Tân Hoàng đăng cơ chẳng bao lâu nữa, Thiên Anh Sơn tại Đại Thương Vương triều bên trong cũng hoàn toàn chính xác có một ít người." "Cái này Thác Bạt Thanh Sơn, thật sự là không muốn cho chúng ta những tán tu này đường sống sao? Nhất định phải người trong thiên hạ đều thần phục tại hắn hoàng quyền phía dưới." Một tên cô gái áo lam lạnh lùng nói: "Thác Bạt Thanh Sơn kẻ này quyền lực tâm cực nặng, hắn đăng cơ thiên hạ tất nhiên không biết dễ dàng tha thứ không thần phục hắn thế lực tồn tại mà chúng ta thiên anh sơn là tán tu thế lực đứng đầu lại không giao nạp chiều cống không nghe lời hoàng quyền hắn tự nhiên muốn xuống tay với chúng ta cảnh cáo thiên hạ dịch lão cũng trầm giọng nói vậy chúng ta làm sao bây giờ chúng ta những người này chỉ sợ ngăn cản không nổi vương chiều gót sắt a à? những người khác cũng nghị luận hoảng loạn mà thiên anh lão nhân nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở phía trên không có tỏ thái độ lão sư mà lúc này lại một tên thiên phách cảnh giới vương giả tiến vào trong điện lo lắng nói lão sư không xong vương triều phái binh đem chúng ta thiên anh sơn bao vây cái gì đám người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi từng cái vội vàng nhìn phía thiên anh lão nhân thiên anh lão nhân cũng rốt cục mở mắt đứng lên nói vội cái gì theo ta đi nhìn xem thiên anh lão nhân đứng dậy thân thể biến thành một đạo lưu quang hướng thiên anh sơn bên ngoài kết giới vây bay đi thiên anh sơn bên ngoài kết giới trận pháp đã khởi động bao phủ toàn bộ thiên anh sơn. Mà kết giới kia chi môn bên ngoài, đã bao vây vô số người mặc áo giáp vương triều quân sĩ, không xuống 30 vạn nhân mã bao vây thiên anh sơn. Đây cũng không phải là 30 vạn người bình thường, mà là tu sĩ. Mà nhân mã phía trước, có một đầu toàn thân lân giáp, hình như mãnh hổ cửa thú, lôi kéo một cỗ kim sắc hoa cái xe vua lơ lửng tại 30 vạn trên đại quân không, trong xe ngồi, chính là Thác Bạt Thanh Sơn. Mà Thiên Anh Sơn có hơn 10 vạn tán tu đệ tử, giờ phút này nhìn qua phía ngoài đại quân, từng cái sắc mặt cũng là tái nhợt. Rất nhanh, thiên anh lão nhân bọn người phá không mà tới. Thiên anh lão nhân nhìn phía thác bạc thanh sơn, ôm quyền nói, gặp qua tân hoàng núi xanh bệ hạ, không biết bệ hạ vô cớ binh vây ta thiên anh sơn là dụng ý gì. Thiên anh lão nhân, bản hoàng muốn đánh tạo một cái tu hành thịnh thế, mà thiên anh sơn không giao chiều cống, không nghe hoàng quyền, làm trái vương triều chi phát triển, hôm nay ta tới mục đích chỉ có một cái, hoặc là các người thiên anh sơn thần phục vương triều, từ nay về sau nghe vương triều mệnh lệnh làm việc hoặc là hủy diệt làm sao quyết định người chính mình nhìn xem xử lý a à. thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói thẳng nói thiên anh sắc mặt lão nhân hơi trầm xuống nói ta thiên anh sơn lập đời một ngàn năm đến chưa từng có can thiệp qua vương triều phát triển chỉ là muốn cho thiên hạ tán tu đám người cung cấp một cái tu hành chịu học chi địa càng không có cùng vương triều tranh bá chi tâm vương triều vì sao không thể cho thiên anh sơn một đầu sinh lộ cho vương triều tán tu một cái sinh lộ trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Thiên Anh Sơn đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới vương triều quyền lực, chuyện này không có thứ hai con đường, thần phục vẫn là hủy diệt, người tự mình lựa chọn. Thác Bạt Thanh Sơn cười lạnh, ghê tởm, khó được nhất định phải chúng ta thần phục tại ngươi hoàng quyền phía dưới, người mới an tâm sao? Không sai, Ninh Vung nhiệt huyết cầu tự do, không vì vương triều chó săn. Lập tức Thiên Anh Sơn bên trong các vương giả gầm thét lên tiếng, không nguyện ý thần phục. Ngoan cố không thay đổi, không nghe hoàng quyền, cũng chỉ có hủy diệt. Phong Vương quát lạnh nói, "Ha ha ha ha, tốt tốt, Thác Bà Tiểu Nhi, đã ngươi không muốn cho chúng ta tán tu một khối bình tĩnh thổ địa, vậy lão phu còn muốn lĩnh giáo một chút, ngươi thành hoàng hậu có mấy phần thực lực." Thiên Anh lão nhân nổi giận, cười lạnh thành tiếng, "Để cho người ta mở ra kết giới chi môn, ra kết giới, nhìn qua Thác Bà Thanh Sơn cười lạnh nói, "Thiên Anh, Thiên Anh Sơn, hoàn toàn chính xác không thể tồn tại hạ đi." Mà lúc này một thân ảnh theo hư không tầng mây bên trong đi ra lạnh lùng nói người này rõ ràng là đại thương tiên hoàng thác bà thanh sơn phụ thân là ngươi duy trì hắn làm như thế thiên anh lão nhân nhíu mày hỏi không sai đại thương tiên hoàng gật đầu vậy liền không có gì đáng nói đánh đi thiên anh lão nhân bước ra một bước hùng hậu nguyên lực màu xanh lam quét sạch bầu trời chấn động thương khung cái này thiên anh lão nhân thình lình cũng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh đại thương tiên hoàng cũng bạo phát đáng sợ nguyên lực Hai người tại vạn mét hư không, vô số người nhìn chăm chú chiến ở cùng nhau. Tam quân nghe lệnh, giết cho ta, không đầu hàng người, giết không tha. Thác Bạt Thanh Sơn cũng quát lạnh nói, vung khiến Tam quân. Giết, lập tức 30 vạn đại quân đánh về phía Thiên Anh Sơn kết giới. Các vị, vì tự do, đánh đi. Phong lôi tử giận dữ hết, thân thể hóa thành một cơn gió lôi chi quang, theo kết giới chi môn giết ra. Thú nhân Vĩnh Bất Phi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1542, Huynh Đệ Chi Tranh Một trận chiến này, trung quy là thiên anh sơn bại, đại thương tiên hoàng đã là thiên anh cảnh giới hậu kỳ cảnh giới, thiên anh lão nhân thua ở trong tay, trọng thương mà lùi vào thiên anh sơn trong kết giới. Thiên anh sơn người càng là ngăn cản không nổi đại thương vương triều quân đúng, bị đánh lui vào thiên anh sơn bên trong, chỉ có thể dựa vào kết giới ngăn cản, mà Thiên Anh Sơn trận pháp kết giới cũng là lục giai trận pháp, khởi động phía dưới Thiên Anh cảnh giới hoàng giả cũng khó mạnh phá tiến vào, đại thương vương chiều chỉ có thể khai thác tiêu hao chiến thuật vây quanh Thiên Anh Sơn, hao hết sạch trận pháp khởi động cần năng lượng. Huyết Phong Thành bên trong, Thác Bạt Thanh Hải ở lại phủ đệ. Tứ hoàng tử, đại hoàng tử quá ghê tởm, không sai, tứ hoàng tử, chúng ta trở về đi. Thác Bạt Thanh Hải trong phủ đệ, có mấy người hội tụ trong phủ, chính là Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng, còn có Thác Bạt Thanh Hải cửu công chúa bốn người. Thác bà thanh hải sắc mặt có chút âm trầm, đại thương vương triều bên trong hắn thế lực cũng là không nhỏ, trong đó biến động hắn tự nhiên cũng biết, mà theo hắn thế lực, bây giờ đều bị đại ca hắn chèn ép. Thạch ra, thiểm lăng chỗ thần hành tông, còn có một số đi theo ủng hộ hắn châu vương, đều tao ngộ chèn ép, cách chức cách chức, vào tù vào tù. Tứ ca ca, bây giờ chúng ta thế lực chỉ ở vương triều phía trên, sợ đại ca làm gì, ta đem chuyện này nói cho mục phong, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Cửu công chúa nói: "Hồ Nháo, việc này không thể nói cho Mục huynh, Thác Bạt Thanh Hải quát, vì cái gì a tứ hoàng tử? Phong Ca Đối đãi chúng ta như thân huynh đệ, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta." Thiểm Lăng không giải thích nói: "Các ngươi đừng quên, Mục huynh tại Đại Lục có bao nhiêu địch nhân, không nói cái khác, liền nói Quang Minh Thánh giáo, nếu là bởi vì việc này bại lộ hành tung của hắn, dẫn tới Quang Minh Thánh giáo truy sát làm sao bây giờ?" Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói: "Ba người khác không có nói chuyện, hoàn toàn chính xác." muốn mục phong mệnh quá nhiều người, mục phong xuất thủ, tất nhiên có thể giải quyết vấn đề, bất quá cứ như vậy hành tung của hắn liền lại bại lộ. Việc này, chúng ta tự mình giải quyết, chúng ta mấy người hiện tại liền lên đường. Thác bà Thanh Hải nói, hắn không nguyện ý nhường chuyện này cho mục phong liên lụy ra một chút phiền toái không cần thiết. Ừm, cũng tốt, dù sao chúng ta mấy cái cũng thành hoàng, trở về vương triều, ta xem ai có thể ngăn cản chúng ta. Thạch chính hùng thiểm lăng cũng đồng ý, bốn người trực tiếp thu thập một chút, rời đi huyết phong thành, chạy tới đại thương vương triều. Mà ở trong đó khoảng cách đại thương vương triều đường xá cũng là xa xôi, bốn người thành hoàng, cũng dùng hai ngày thời gian mới bay đến đại thương vương triều địa bàn, đi tới Thương Châu. Về tới Thương Châu, Thác Bạt Thanh Hải không có tùy tiện làm việc, trước liên hệ chính mình thế lực, lung lạc hội tụ nhóm nhân thủ thứ nhất, nghe ngóng hiểu rõ thạch chính hùng các loại theo hắn gia tộc trong thế lực người giam giữ địa phương, bày ra một hồi cướp ngục. Có thiểm lăng, thạch chính hùng, hai người đều là thành hoàng nhân vật, dẫn đầu nhân mã trực tiếp đi đại lao cướp ngục, giải quyết nỗi lo về sau. Mà Thác Bạt Thanh Hải, cửu công chúa, trực tiếp vào đại thương Hoàng Cung, gặp mặt Thác Bạt Thanh Sơn. Làm Thác Bạt Thanh Sơn biết được Thác Bạt Thanh Hải khi trở về, để lập tức điều tập nhân thủ, bày một cái hồng môn yến chiêu đãi Thác Bạt Thanh Hải, cửu công chúa. Trên tiệc rượu, ha ha, tứ đệ, chúc mừng ngươi a, người à, ngươi cùng cửu muội đều thành hoàng, bây giờ chúng ta Thác Bạt Hoàng thất tại đại thương bên trong địa vị càng là không người có thể giao động. Thác bạt Thanh Sơn dơ ly rượu lên giả ý chúc mừng cười nói. Đại ca cũng không phải sao, đại ca mới là cuộc sống đắc ý, leo lên hoàng vị, bàn tay thiên hạ đại quyền, thống trị mười vạn dặm non sông. Thác bạt Thanh Hải từ tốn nói, ai, ta thiên hạ, cũng là người thiên hạ, người ta huynh đệ hai người vì sao phân lẫn nhau đây này. Thác bạt Thanh Sơn híp mắt nói, câu nói này lại là đang thử thăm dò thác bạt Thanh Hải. Bất quá thác bạt Thanh Hải sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gì sắc, nói, đã phụ hoàng đem hoàng vị truyền cho đại ca, đại ca thương hoàng, mới là đại thương chi chủ, Thanh Hải không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là đại ca, thạch gia, thần hành tông, liễu ra các loại thế lực đều là vương triều nghe được theo thống trị gia tộc, hàng năm cung phụng chưa từng có giao thiếu, đại ca vì sao như thế nhầm vào bọn họ, nhưng hắn gia chủ vào tù. Còn có Thiên Anh Sơn, cái kia vốn là là tán tu trong lòng thánh địa tu hành, đại ca đối Thiên Anh Sơn xuất thủ, đây chính là nhường thiên hạ tán tu đều ghi hận hoàng thất chúng ta, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thác bà Thanh Hải đã có chất vấn chi ý, tứ đệ, đã ngươi đều nói, ta vì đại thương chi hoàng, đại thương tương lai thế cục như thế nào, ta quyết định, thiên anh sơn lâu dài xuống dưới tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoàng quyền, tương lai nếu là có lòng phản loạn tất sinh đại động đáng, còn có ta thế nào làm việc, cần ngươi đến chất vấn sao. Thác bà Thanh Sơn đặt chén rượu xuống từ tốn nói, ta đều chỉ là vì đại thương cân nhắc, Bất quá ta vẫn là hy vọng đại ca có thể thả thạch gia chủ, liễu gia chủ cùng thần hành tông chủ bọn người. Tứ hoàng tử còn nói thêm, thả bọn hắn cũng được, trừ phi tứ đệ ngươi có thể đối tiên tổ linh vị thề, vĩnh viễn không phản bội ta, không cùng ta tranh quyền. Thác bạt thanh sơn cười lạnh nói, đại ca, người dạng này cũng quá đáng rồi, tứ ca cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Cửu công chúa giận dữ nói, thác bạt thanh hải không nói gì, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Báo, không xong, bệ hạ, có người cướp mục thạch gia chủ liễu gia chủ bọn hắn được người cứu đi lúc này một tên vương giả nhập điện lo lắng nói cái gì có người cướp ngục ai gan to bằng trời ngục giam thủ vệ nghiêm mật cường giả đông đảo làm sao lại bị cướp ngục thác bạt thanh sơn đứng dậy quát lạnh nói là thạch gia thạch chính hùng thần hành tông tiềm lăng bọn hắn đều tu hành thành hoàng trở về không có người nào là đối thủ của bọn họ ngăn cản không nổi bọn hắn a à. cái này vương giả nói thác bạt thanh sơn sắc mặt âm trầm Nhìn phía khí định thần nhàn uống rượu Thác Bạc Thanh Hải, tứ đệ, thạch chính hùng cùng Thiểm Lăng Thế nhưng là ngươi người, đây là ngươi an bài. Thác Bạc bà Thanh Hải đứng dậy, nói: "Đại ca, đã phụ hoàng đã truyền vị cho ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh giành, làm trái hiếu đạo." "Bất quá, Thạch gia, Liễu gia, thần hành tông những này thế lực dù sao đều đi theo tại ta, ta không cho phép bọn hắn chịu cái gì liên lụy. Người đây đã là tại đối phó với ta." Thác Bạc Thanh Sơn bóp nát trong tay chén vàng lạnh lùng nói. Đã đại ca muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào." Thác Bạt Thanh Hải bình tĩnh nói, "Cửu muội, chúng ta đi thôi." Thác Bạt Thanh Hải đứng dậy lôi kéo Cửu công chúa, chuẩn bị rời đi. "Ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao?" Thác Bạt Thanh Sơn lạnh lùng nói, trong cơ thể một cỗ cường đại nguyên lực quét sạch mà ra, lập tức cung trong trời đông giá rét, Hàn Phong gào thét. "Đại ca, ngươi không phải đối thủ của ta." Thác Bạt Thanh Hải từ tốn nói, "Cuồng vọng, đại ca muốn nhìn một chút." người tại vạn tượng thánh tông bên trong học được mấy phần bản sự. thác bạt thanh sơn cười lạnh, thân thể khẽ động, biến thành một đạo hàn quang xung kích hướng về phía thác bạt thanh hải. đồng thời một trường oanh ra, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một đạo hàn băng trưởng ấn oanh sát hướng về phía thác bạt thanh hải. tứ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua một trường này oanh đến, trong cơ thể một cố càng thêm đáng sợ hàn băng nguyên lực gào thét mà ra, biến thành một đạo hàn long kình oanh ra. oanh, thác bạt thanh sơn trưởng ấn trực tiếp bị hàn long kình gào thét đánh nát đáng sợ hàn kình xung kích hướng về phía thác bạt thanh sơn chấn kích thác bạt thanh sơn bắn ngược trở ra chấn kinh nhìn qua thác bạt thanh hải tứ hoàng tử nguyên lực mạnh hơn hắn nhiều lắm bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1543, thất túc chiến khôi làm sao có thể đồng dạng cảnh giới người nguyên lực làm sao lại so với ta mạnh nhiều như vậy thác bạt thanh sơn chấn kinh nói ta nói ta muốn đi đại ca ngươi ngăn không được ta, nói thật, đối với hoàng vị, đã từng ta có lẽ còn mong mỏi, mà bây giờ, ta đối vị trí này thật không có cái gì tưởng niệm. Tứ hoàng tử bình tĩnh nói, tứ hoàng tử, mà lúc này thạch chính hùng cùng thiểm lăng đã đến đây tiếp ứng thác bạt thanh hải cùng cửu công chúa. Đáng tiếc, người một ngày chưa trừ diệt, ta hoàng vị cuối cùng ngồi không yên, tứ đệ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thể vĩnh viễn hiệu chung với ta, không phải, đừng trách đại ca tâm ngoan. Thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ. Thác bạt thanh sơn, đừng đem chính mình rất coi ra gì, liền ngươi, còn chưa có tư cách để chúng ta tứ hoàng tử hiệu chung. Thạch chính hùng cười lạnh nói, chúng ta đi, tứ hoàng tử bình tĩnh nói, thất túc chiến tướng, cản lại bọn hắn. Thác bạt thanh sơn quát lạnh hạ lệnh, oanh, 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 lập tức hoàng cung chung quanh, bạo phát ra bảy cỗ năng lượng cường đại khí thế, chỉ gặp bảy tôn cao hơn một trượng lớn hình người chiến khôi đằng không mà lên, bao vây thác bạt thanh hải bốn người. Cái này bảy tôn chiến khôi, cao gần 4 mét, người khoác kim sắc chiến giáp, sắt thép thân thể, lượn lờ cường đại phù văn lực lượng, cầm trong tay chiến kiếm, phát ra khí tức cường đại. Mà mỗi một trận khôi nội bộ, đều có một tên chiến khôi xưa ở bên trong khống chế. Thất túc chiến khôi, tứ hoàng tử sắc mặt biến hóa, cái này thất túc chiến khôi thế nhưng là bảy tôn lục giai trung phẩm linh khôi, thực lực có thể so với thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả, mà lại lực phòng ngự kinh người, có thể so với thể tu, cùng cảnh giới cường giả rất khó chiến thắng, đây là đại thương hoàng tộc quốc chi sát khí, chỉ có quân vương có thể trưởng khống. Đại ca, không phải quốc chi đại địch không sử dụng thất tốc chiến khôi, người muốn giết ta. Tứ hoàng tử sắc mặt cũng lạnh xuống, đã ngươi không thần phục ta, ta liền không khả năng dễ dàng tha thứ người cái này uy hiếp tồn tại hạ đi. Thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói, ha 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 ha, tốt, đã như vậy, người ta huynh đệ hai người hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, đánh đi, ta muốn thấy nhìn, hoàng thất lớn nhất át chủ bài thực lực như thế nào tứ hoàng tử cười to triệt để cùng chính mình cái này đại ca trở mặt tứ hoàng tử cửu công chúa thạch chính hùng thiểm lăng phản nghịch vương triều thất túc chiến tướng nghe lệch cầm xuống bốn người thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói vâng thất túc chiến tướng xác nhận theo sau điều khiển thất túc chiến khôi hướng bốn người phát khởi công kích cường đại phù văn lực lượng oanh sát mà ra từng đạo kiếm mang hướng bốn người đánh tới chiến tứ hoàng tử quát lạnh trong cơ thể bắc minh thiên hàn kình gào thét mà ra trong tay trường kiếm phun ra nuốt vào trăm trượng hàn quang, trực tiếp thẳng hướng A một bộ thất túc chiến khôi. Thạch chính hùng, thiểm lăng hai người gào thét, trực tiếp hóa thân tu la, đồng dạng thẳng hướng thất túc chiến khôi, cửu công chúa cũng theo đó tham chiến. Hoàng cung phía trên, trong nháy mắt bạo phát một hồi thiên anh cảnh giới hoàng giả cấp bậc đại chiến. Vô số trong hoàng cung cao thủ, đều chấn kinh chú ý một trận chiến này. Một bộ thất túc chiến khôi một kiếm bổ ra, phù văn lực lượng sen lẫn tạo thành một đạo đáng sợ kim sắc kiếm quang, bổ về phía tứ hoàng tử, một kiếm này uy lực, có thể so với thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả một kiếm. Tứ hoàng tử một kiếm giết ra, ngàn trượng kiếm quang bổ vào đạo phù này văn kiếm mang phía trên, kiếm mang đối bính, bạo phát ra cường đại kiếm khí. Tứ hoàng tử mặc dù tu vi chỉ có thiên anh cảnh giới sơ kỳ, bất quá công pháp cường đại, đồng dạng có thể chiến đồng dạng thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả. Hắn một tay ngưng tụ thiên hàn kinh, biến thành một đạo kiếm mang, nhanh như thiểm điện bổ về phía thất túc chiến khôi, kiếm mang chảm kích tại thất túc chiến khôi thân thể cũng là bị kim sắc chiến giáp ngăn cản được, chỉ có một cỗ cực hàn kiếm khí bộc phát, tại chiến khôi đóng băng kết xuất hàn băng. Bất quá cái này chiến khôi cuối cùng không phải huyết nhục chi khu, cái này hàn băng kiếm khí đối với hắn căn bản không có quá lớn ảnh hưởng, người ở bên trong khống chế chiến khôi, một đạo phủ quang kiếm mang lần nữa sát phạt mà tới. Bên kia thạch chính hùng, thiểm lăng cửu công chúa mấy người cũng lâm vào khổ chiến. Thạch chính hùng lực lượng cơ thể cường đại, công kích đủ để đánh lui thất túc chiến khôi mà thiểm lăng liền tương đối biệt khuất tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện nhiều lần bằng vào tốc độ kinh người công kích đến cái này chiến khôi bất qua chiến khôi đều không có chịu cái gì thương thế lực phòng ngự rất kinh người tứ hoàng tử cùng là thạch chính hùng thiểm lăng bị sáu tôn chiến khôi liên thủ công kích cửu công chúa một người đối phó một bộ chiến khôi thật mạnh tứ hoàng tử thạch chính hùng bọn hắn một người đối phó hai cỗ thất túc chiến khôi lại còn có thể không bị thua đúng vậy a à, còn có cửu công chúa cũng thế bọn hắn làm sao tu hành ngắn ngủi mấy năm, thực lực liền đạt đến tình trạng như thế. Cái gì tứ hoàng tử cửu công chúa, bây giờ bọn hắn đều là phản nghịch, chú ý ngôn từ. Phong vương hừ lạnh nói, ghê tởm, lão tứ bọn hắn đến cùng được cơ duyên gì, bất quá ngắn ngủi mấy năm không thấy, vậy mà liền mạnh đến tình trạng như thế. Thác bà Thanh Sơn nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia chấn kinh chi sắc. Kia thất túc chiến khôi thế nhưng là lục giai trung phẩm chiến khôi, bản thân có thể bộc phát lực lượng đã đạt đến thiên anh cảnh giới trung kỳ tình trạng lực phòng ngự kinh người tăng thêm không phải huyết nhục chi khu sức chịu đòn mạnh có thể cùng thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh so sánh mà tứ hoàng tử bọn hắn vậy mà có thể cùng hai cỗ chiến khôi quần nhau không được tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn không phải bỏ mặc lão tứ trưởng thành tiếp tương lai cái này giang sơn hắn tất nhiên không cam tâm rơi vào trong tay của ta thác bạt thanh sơn đôi mắt bên trong lãnh quang chuyển động hắn nhìn phía cửu công chúa cửu công chúa thực lực không bằng thác bà thanh hải bọn hắn bất quá cũng có thể cùng một bộ thất túc chiến khôi quần nhau thác bạt thanh sơn trong tay ngưng tụ cường đại nguyên lực nhìn qua đang cùng một bộ thất túc chiến khôi đối chiến cửu công chúa thân thể đột nhiên bạo sát mà lên thiên băng trưởng thác bạt thanh sơn một trưởng ngưng tụ bành trướng hàn nguyên ngưng biến thành một đạo mười trượng lớn băng phách bàn tay đem nguyên lực ngưng tụ tới cực hạn sát phạt mà ra oanh một trưởng này đóng băng nước vỡ không gian đánh giết hướng về phía cửu công chúa cửu công chúa ngay tại địa phương thất túc chiến khôi đều công kích mà đạo này trưởng ấn từ phía sau lưng đánh tới nàng trở tay không kịp oanh trưởng ấn đánh vào cửu công chúa phòng ngự hộ thể bên trên phòng ngự kết giới răng rắc kêu vang vỡ vụn ra đạo đạo khe hở bạch mà lúc này kia thất túc chiến khôi bên trong chiến khôi sư cũng nắm lấy cơ hội khống chế chiến khôi một kiếm bổ ra một đạo kim sắc phủ quang kiếm mang bổ vào phòng ngự hộ thể bên trên phòng ngự hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn mà thác bạt thanh sơn lại một trường đánh vào cửu công chúa thân thể mềm mại. Phốc phốc, cửu công chúa thân thể mềm mại bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trưởng kình đánh tới trong cơ thể. Mà chiến khôi lại một kiếm đâm tới, kiếm mang xuyên thủng cửu công chúa đan điền. A, à, cửu công chúa rên rỉ, thân thể rơi xuống, mà thác bạt thanh sơn một trường bắt lấy cửu công chúa cổ, đem máu me đầm đìa cửu công chúa sách trong tay. Cửu muội, thác bạt thanh hải sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Đại ca, người rất hèn hạ, nàng cũng là muội muội của ngươi a. À. Thác bà Thanh Hải nhanh lùi lại, tránh thoát công kích giận dữ hết. Lão Tứ, hoàng quyền cái này trong tranh đấu ngươi còn không có học được tâm ngoan thủ lạt sao. Ba người các ngươi, nhanh thúc thủ chịu trói, không phải ta lập tức giết nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1544, Chiến phong tập hợp. Thác bà Thanh Sơn một tay bóp lấy cửu công chúa cái cổ trắng ngọc, nhìn qua tứ hoàng tử thạch chính hùng thiểm lăng ba người cười lạnh nói ba người thân thể liền lùi lại tránh đi cùng thất túc chiến khôi chiến đấu nhìn qua một màn này ba người trên mặt đều hiện lên ra lửa giận thác bạt thanh sơn tốt xấu người cũng là nhất quốc tri quân làm việc làm sao lại như thế hèn hạ thạch chính hùng giận dữ hét ha 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 người cái mãng phu người biết cái gì đi đại sự người không từ thủ đoạn cho nên người như người vĩnh viễn chỉ có thể làm ta tứ đệ chó săn thuộc hạ thác bạt thanh sơn cười lạnh bọn hắn là huynh đệ của ta, không phải thuộc hạ của ta, thác bạt thanh sơn, thả cửu muội Tứ hoàng tử thanh âm dần dần trầm thấp, giận dữ hết. Ta nói qua, muốn hắn công việc, ba người các ngươi lập tức thúc thủ chịu trói không phải, ta lập tức giết nàng. Thác bạt thanh sơn nắm thật chặt ngón tay, cửu công chúa sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu, nàng thân thể còn tại đổ máu, bụng dưới vị trí có một đạo huyết tinh vết thương, nối thẳng đan điền. Tứ ca ca, thạch đại cá, thiềm hầu tử các ngươi không cần quản ta cửu công chúa khó chịu nói cửu muội cửu công chúa ba người gặp này trong lòng càng thêm khó chịu tứ đệ nhanh lên không phải ta lập tức giết cửu muội thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói trong tay nguyên lực ngưng tụ ra một thanh băng kiếm khoác lên cửu công chúa trên cổ dừng tay ta thần phục ngươi chính hùng thiểm lăng hai người các ngươi lập tức rời đi nơi này tứ hoàng tử giống to hắn tự nhiên không thể gặp chính mình sủng ái nhất cửu muội bị người ta như thế đối đãi tứ hoàng tử muốn chết cùng chết Thạch chính hùng thiểm lăng kiên quyết nói, chúng ta đều không cho chết, đi huyết phong thành, tìm các huynh đệ khác nhóm tới cứu ta cùng cửu muội Tứ hoàng tử truyền âm nói, đồng thời, hắn đi hướng thất túc chiến khôi. Thạch chính hùng thiểm lăng không cam lòng gầm thét một tiếng, hai người thân thể phá không mà chạy. Mà cái khác thất túc chiến khôi đuổi theo, làm sao thiểm lăng tốc độ quá nhanh, một cái tay lôi kéo thạch chính hùng rất nhanh liền không thấy bóng dáng, cái này tốc độ bay có thể so với thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Mà tứ hoàng tử, cũng bị hai cỗ thất túc chiến khôi tóm lấy. Về phần chạy trốn tiềm lăng hai người, thác bạt thanh sơn còn không chút nào để ý. Tứ đệ, người cùng ta đánh cờ, người triệt để bại. Thác bạt thanh sơn nhìn qua tứ hoàng tử từ tốn nói. Dạng này đánh cờ, người thắng được cũng không hào quang. Thác bạt thanh hải thân thể thẳng tắp, lạnh lùng nói. Tứ ca ca, người thông minh một thế hổ đồ nhất thời, làm sao ngốc như vậy a à, vì ta, không đáng. Cửu công chúa bị buông ra, ôm thác bạt thanh hải thuốc thiết nói thác bạt thanh hải tay lý lấy cửu công chúa mái tóc ôm nàng đôi mắt bên trong tất cả đều là cương triều nguội muội ngốc mặc kệ là vương đồ bá nghiệp vẫn là tu đạo trường sinh tại tứ ca ca trong lòng đều không có người trọng yếu cửu công chúa nghe vậy càng là nước nở khóc lớn thân tình những này sớm tối đều sẽ mục nát nhược nhục cường thực thế giới quyền lực cùng thực lực mới là hết thảy đắm chìm buồn cười thân tình tứ đệ đây chính là người bại nguyên nhân thác bạt thanh sơn cười lạnh nói. Tứ hoàng tử cười, hắn nhìn qua thác bà Thanh Sơn, đại ca của mình, đôi mắt bên trong vậy mà lộ ra bi ai thần sắc, châm chọc nói, đại ca, người vĩnh viễn sẽ không hiểu, nếu có một ngày, ta không có gì cả, không phải hoàng tử, không có cái này một thân tu vi, ta cũng sẽ không ngã xuống, bởi vì, sau lưng ta có một đám không biết bởi vì lợi ích, bởi vì quyền lực rời đi ta người. Mà ngươi, nếu đã mất đi hoàng tử huyết mạch, hoàng vị, tu vi, ngươi chẳng phải là cái gì, bên cạnh ngươi tuyệt đối tại không thể dùng người. Thế gian này, không có bất hủ sinh mệnh, mà tình, lại là có thể vĩnh hằng truyền thừa, ta cười ngươi chiếm hoàng vị, lại là đã mất đi ngươi tình. Kẻ thất bại quan lệ đường hoàng hoang ngôn cùng lấy cớ, yên tâm, ngươi không nhìn thấy ta mất đi quyền lực ngày đó, ngươi tới, đem cửu công chúa, tứ hoàng tử hai cái này phản quốc chi đồ giải vào tử lao, ba ngày sau công khai hỏi chém, lấy chính quốc pháp. Thác bạt thanh sơn lạnh lùng nói, vâng, lập tức có vương vệ tiến lên đem hai người áp giải đi. Thiên lang ma nguyên biên cảnh, huyết phong thành, mục phong phủ đệ, tu luyện mật thất môn từ từ mở ra, một thân ảnh theo trong phòng tu luyện đi ra. Hai năm, nhanh đến tam sư huynh muốn phi thăng đi tiên giới thời gian đi. Mục phong tự nói nói, thời gian hai năm, tu vi của hắn đã đạt đến thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá trung kỳ cũng là không xa. Thiếu chủ, mục phong ngoài phòng tu luyện, tùy thời có tu la cường giả chăm sóc, hai người đối mục phong cung kính hành lễ. Ừm, thương văn, hai năm này trong thành có gì biến hóa? Mục Phong đi phía trước, tùy ý hướng về hỏi một tên thuộc hạ, người này cũng là lúc trước lăng tiêu điện bên trong lão nhân, bây giờ cũng là tên thiên phách cảnh giới tu la vương giả. Thiếu chủ bế quan trong hai năm này, mấy vị thủ lĩnh đều đột phá thiên anh cảnh giới, còn có chiến phong bên trong có không ít đại nhân cũng đều đột phá, trong tộc hiện ra không ít hoàng giả, tộc ta thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thương Văn đi theo Mục Phong sau lưng cười nói, ha ha, không tệ, cứ tiếp như thế, tộc ta khoảng cách ra mắt cũng đem không xa vậy. Mục Phong cười nói, một nhóm kia thông huyền huyết đan phát xuống đi, lại có tiên dịch trèo trống, thời gian 2 năm, hoàn toàn có thể nhường tu vi đỉnh phong cái đám kia người đột phá. Rất lâu không uống rượu, người đi giúp ta đem thác bà thủ lĩnh bọn hắn tìm đến. Mục Phong đối thương văn nói, thương văn xác nhận, xuống dưới để cho người đi. Phong ca, mà lúc này, hai người lại là vội vàng xâm nhập Mục Phong trong phủ đệ. Người tới chính là Thiểm Lăng cùng Thạch Chính Hùng. Thiểm Lăng dùng nhanh nhất tốc độ phi hành, mang theo Thạch Chính Hùng, một ngày một đêm liền đuổi tới trở về thiên lang ma nguyên. Thiềm lăng, chính hùng, hai người các ngươi làm sao như thế vội vàng. Mục phong nhướng mày, nhìn qua cuốn quyết tới hai người nhíu mày hỏi. Phong ca, mau cứu tứ hoàng tử, tứ hoàng tử cùng cửu công chúa xảy ra chuyện. Thạch chính hùng tới vội vàng nói, thân sắc lo lắng. Mục phong sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra, thanh hải cùng ngọc như thế nào. Một đoạn thời gian trước, đại hoàng tử thác bà Thanh Sơn đăng cơ hai người vội vàng một năm một người đem sự tình nói ra biết được thác bà thanh sơn vây quét thiên anh sơn cùng bắt thác bà thanh hải cùng cửu công chúa sự tình về sau mục phong một chương trên mặt cũng răng đầy đầy sát khí thanh hải hồ đồ chuyện trọng yếu như vậy các ngươi làm sao không tới sớm một chút cho ta biết hoặc là điều động chiến phong lực lượng lại đi sự tình mục phong răn dậy nói tứ hoàng tử sợ phong ca hành tung bại lộ lúc này mới không dám tới quấy giày phong ca phong ca nhanh đi mau cứu tứ hoàng tử a Thạch chính hùng trong lúc bối rối đã mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Mục phong càng là không có rông dài, một cỗ đáng sợ linh hồn lực quét sạch mà ra, linh thức bao trùm toàn bộ huyết phong thành. Chiến phong nghe lệnh, mau tới tu la điện tập hợp. Đạo thanh âm này, vang vọng huyết phong thành, oanh, oanh, lập tức, mấy hơi về sau, từng đạo đáng sợ khí thức theo huyết phong thành bên trong thức tỉnh, tựa như từng tôn thái cổ hung thú thức tỉnh, đáng sợ uy áp, tràn ngập toàn thành bạch, 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 lần lượt từng thân ảnh tựa như tia trước màu đỏ ngòm, theo trong thành các nơi chạy nhanh đến, phá không mà tới, dáng lâm tại tu la trước điện. Mục cuồng, bạch tử dược, hách mỹ lệ, chiến phong người, có thể tới cơ hồ đều tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1545, Mục Phong đích thân đến. Bất quá mười hơi bên trong, chiến phong hết thảy 209 người, liền có 80 người hội tụ đến tận đây, những người khác không đến, đều là tại bế quan tu hành bên trong, nghe không được mục phong hiệu lệnh. Cái này 80 người khí thức hùng hậu, vậy mà từng cái đều là đột phá thiên anh cảnh giới cường giả, chiến phong, đã có gần nửa đếm được người thành hoàng, theo sau kia 19 tên đi theo mục phong thiên anh hoàng cũng bị mệnh lệnh tụ đến, hết thảy 99 tên hoàng giả đến. Phong ca, xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Mục cuồng nghi hoặc hỏi, thanh hải xảy ra chuyện, mục phong trầm giọng nói, theo sau Thạch Chính Hùng đem sự tình đại khái đều nói một lần, đám người nghe vậy, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ giận dữ. Thác bạt Thanh Sơn, hắn thứ gì, dám bắt ta chiến phong huynh đệ, giết hắn. Mục cuồng lạnh lẽo nói, không sai, phong ca, hạ lệnh đi, thác bạt Thanh Sơn dám như thế đối tứ hoàng tử, thù này tất báo, cứu ra tứ hoàng tử. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, việc này không nên chậm trễ, nơi này cách đại thương vương triều đường xá xa xôi, chúng ta lập tức xuất phát, lăng vân. Mục phong đối trên vai Lăng Vân nói một tiếng, Lăng Vân hét dài một tiếng, thân thể hóa thành trăm trường cự chim, cánh lông vỗ che trời, chiến phong người nhao nhao bay lên Lăng Vân phần lưng. Lăng Vân hóa thành một đạo lôi quang phá không mà đi, hai cánh mở ra chính là mấy ngàn mét, tốc độ nhanh như kinh hồng phá không, hướng Đại Thương Vương Triều bên trong bay nhanh mà đi. Tu La hỏi lại đời, thiên hạ tất nhiên lại là gió tanh lên. Đại Thương Vương Triều, Thương Châu bên trong, thác bà Thanh Hải. Cửu công chúa phản nghịch hoàng tộc, sai người cướp ngục sự tình đã truyền khắp Thương Châu. Tân nhiệm Thương Hoàng Thác Bạc Thanh Sơn, quân pháp bất vị thân lấy chính quốc pháp, việc này tại Thương Châu bên trong đã truyền đi xôn xao. Cái gì quân pháp bất vị thân, lấy chính quốc pháp, ta nhìn a, à, kia Thác Bạc Thanh Sơn đơn giản là sợ tứ hoàng tử đoạt hắn Giang Sơn, thật sự là tâm ngoan, vì thiên hạ, huynh đệ đều có thể giết. Xuyệt, huynh đệ, cẩn thận một chút, bị vương triều bên trong người nghe thấy liền phiền toái. Trà lâu tử quán bên trong không biết có bao nhiêu người nghị luật. Sợ cái gì, lão tử liền muốn nói, mẹ nó, đầu tiên là chèn ép Thiên Anh Sơn, không cho chúng ta tán tu đường sống, hiện tại lại là liền anh em ruột của mình đều giết, dạng này người làm đế hoàng, chúng ta vương triều tu sĩ nơi nào còn có ngày tốt lành có thể qua. Người này hừ lạnh nói, bất quá vẫn là giảm thấp xuống chút thanh âm, hiển nhiên, Thác Bạt Thanh Sơn vững chắc hoàng quyền, chèn ép Thiên Anh Sơn sự tình đã tại trong giới tu hành đưa tới rất lớn không vừa lòng. Dù sao tán tu người không có gia tộc bối cảnh, lại không gia nhập bất luận cái gì thế lực, mà thiên anh sơn loại này tiêu lấy linh thạch liền có thể đạt được vương giả chỉ điểm, lại không cần cái gì ước thúc chỗ tu hành là rất nhiều tán tu trong lòng hướng tới chi địa. Ai, nhất là tàn nhẫn đế vương gia, giết chết cha, huynh giết đệ, loại chuyện này rất thường gặp, bất quá thác bạt Thanh Hải cũng là nhất đại tu hành thiên tài, bây giờ cứ như vậy muốn bị giết, thật đúng là đáng tiếc. Tiên hoàng bế quan không ra mắt, cái này thiên hạ đã là thác bạt thanh sơn định đoạt. Vô số người thở dài, đế vương ra vì tranh quyền đoạt lợi, các loại thủ đoạn tàn nhẫn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngày thứ ba, thương hoàng cung trước quảng trường, thiết giáp tướng sĩ san sát, đề phòng xâm nghiêm, không xuống 10 vạn tướng sĩ trấn giữ nơi này. Mà chung quanh quảng trường, đã hội tụ đầy người quần tu sĩ, vô số hy vọng của mọi người hướng về phía trên đài bị áp lấy một đôi nam nữ. Thác bà Thanh Hải, cử công chúa, hai người bị tỏa liên đi qua tay chân, cực kỳ thê thảm, đan điền đều bị đâm xuyên, tu vi tàn phế. Hai người bị người áp tại hình đài, đao phủ thủ tại phía sau cầm cầm đao mà đứng, hành hình cũng là thiên phách cảnh giới vương vệ cường giả. Thác Bạt Thanh Sơn một thân hoàng long bào, cao đứng hoàng cung trên cổng thành, lạnh lùng quan sát phía dưới hết thảy. "Cửu muội, sợ sao?" Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh hướng về hỏi một bên Thác Bạt Ngọc Nhi. "Chỉ cần cùng tứ ca ca cùng một chỗ, mặc kệ là nhân gian, vẫn là địa ngục ta còn không sợ." Thiếu nữ cười nói, "Tứ ca ca cuối cùng không có có thể chiếu cố tốt, bất quá" một hồi hạ hoàng tuyền, ngươi cũng không nên cùng tứ ca ca đi rời ra, tứ ca ca, kiếp sau còn muốn tiếp tục che chở ngươi. Thác bạt thanh hải cũng cười nói, cử muội đời này kiếp này, vĩnh viễn, cũng sẽ không rời đi tứ ca ca. Thác bạt ngọc nhi cười nói, hành hình, mà đây là, một tên hình đi quan đạo, hai tên vương vệ ngay trước vô số mặt người, giơ lên trong tay linh đao. Lôi lên, bất quá lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, oanh, oanh, bầu trời đột nhiên hai tiếng nổ vang, hai đạo tử hồng thiểm điện đột nhiên ngưng tụ mà ra vạch phá bầu trời rơi xuống, đánh vào hai tên hình tay thân thể. Bành, bành, hai người này, tại cái này lôi đình phía dưới trong nháy mắt biến thành cho tàn, hồi phi yên diệt. Vô số người xôn xao, chấn kinh nhìn phía một màn này. Chuyện gì xảy ra, thác bà Thanh Sơn biến sắc, quát lạnh nói. Tiếp này, làm ta mục phong huynh đệ, mạng của các ngươi, liền chính mình không về diêm vương lão tử quản, thanh hải, ngươi chưa giúp ta trảm tiên, ta còn chưa giúp ngươi trèo lên hoàng, muốn chết a Ta mục phong không đáp ứng, một đạo hùng hậu bá khí thanh âm từ đằng xa bầu trời cuồn cuộn chuyển đến. Gáy, phá minh thanh vang, vô số người xôn xao nhìn lại, chỉ gặp một cái tử sắc cự chim phá không bay tới, chớp mắt đã tới. Cự chim bên trên, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình đài, người cầm đầu một thân đạo bào màu đen, tóc bạc huyết đồng, khuôn mặt anh Tuấn, ánh mắt bế nghế ở giữa tự có một cỗ hoàng giả bá khí. Mục phong, cửu công chúa kinh hỉ lên tiếng. Vẫn là làm phiền ngươi ra hỏa này xuất quan chạy đến, ta coi là, ngươi đuổi không tới đây này. Thác bà Thanh Hải nhìn qua Mục Phong cười nói, ta có chút thương tâm, ngươi không đem ta làm huynh đệ, chuyện của ngươi, vậy mà đều không nguyện ý nói cho ta Mục Phong một tiếng, ngươi muốn một người khiêng sao. Vào chiến phong, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tự mình một người sao. Mục Phong tiến lên, bàn tay bóp gãy thác bà Thanh Hải trên tay gông xiềng. Ta chỉ là, thác bà Thanh Hải vẫn chưa nói xong, Mục Phong ôm lấy thác bà Thanh Hải. Người mẹ nó lần sau còn như vậy, ta mục phong cần phải đánh người, người không muốn liên lụy ta mục phong, thế nhưng là, người như xảy ra sự tình, chính là ta mục phong cả đời tiếc nuối, người như xảy ra chút việc, ta cũng sẽ không đối người thác bạt gia tộc nương tay, ta sẽ dùng bộ tộc này, đều vì hai người các ngươi chôn cùng. Mục phong hung hăng cho thác bạt thanh hải một quyền trầm thấp nói. Thác bạt thanh hải khóe mắt có chút ướt át, sẽ không, đây là một lần cuối cùng. Cửu công chúa cũng tại tử vân các loại trong ngực nước nở các ngươi là ai, mà lúc này, chung quanh đại lượng quân sĩ vây quanh tới, trên trời dưới đất, đem mục phong bọn người vây chật như nêm cối. Đều cút ngay cho ta, mục phong gầm lên giận dữ, trong tiếng gào ẩn chứa một cỗ cường đại sóng âm chấn động mà ra, có tiếng long ngâm. a à, vô số vây quanh mà đến các tướng sĩ kêu thảm, có trực tiếp bị chấn động đến trái tim sụp đổ vẫn lạc, theo bầu trời rơi xuống, một số đông người lui ra phía sau kinh hãi nhìn phía mục phong. Một lời quát lui ngàn quân, đây là tu vi bực nào? Người kia, người kia là Mục Phong, hắn không có chết, thác bà Thanh Sơn nhìn qua phía dưới người, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, Mục Phong không phải nghe đồn nói bị quang minh thánh giáo bắt đi, vẫn lạc sao. Làm sao lại xuất hiện ở nơi này, theo sau, hắn trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ, hắn cùng Mục Phong, thế nhưng là còn có một đoạn ân oán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1546, Thất Túc Chi Diệt ngày trước vẫn vương châu chu hoàng bảo khố hiện thế hắn một phen vất vả mưu đồ cuối cùng ai biết đều vì mục phong làm áo cưới khi hắn tiến vào chu hoàng trong bảo khố thời điểm bên trong có thể nói là lông đều không có một cái mà chu hoàng bảo tàng toàn bộ đều bị mục phong cướp đi hắn đối mục phong không thể bảo là là không hận mục phong ngươi lại còn dám trở về thác bà thanh sơn nhìn qua mục phong lạnh lùng nói đôi mắt bên trong chấp động băng lãnh sát cơ mục phong hắn là mục phong thời đại thiên kiêu bảng mục phong không phải nghe đồn nói hắn đã bị quang minh thánh giáo bắt đi sao tại sao lại ở chỗ này còn sống được thật tốt mục phong thật đúng là mục phong ngày trước vạn tượng tông tuyển chọn ta chỉ thấy qua mục phong phong thái thật là hắn mục phong trở về vô số đến xem hình tu sĩ xôn xao mục phong thế nhưng là nghe tiếng đại lục thiên kiêu nhân vật hắn vừa hiện đời lập tức đưa tới chấn động to lớn thác bạc thanh sơn chúng ta lại gặp mặt mục phong nhìn qua thác bạc thanh sơn lạnh lùng nói ngươi lại còn dám trở về, ngày trước ngươi cướp đi ta khổ tâm mưu đồ chu hoàng bảo tàng, hôm nay ta muốn nhường ngươi toàn bộ đều phun ra. Thác bạt thanh sơn lãnh thanh nói, thiên anh sơn là ta đã từng chỗ tu hành, cùng ta có một phần trần duyên, thác bạt thanh hải cùng ngọc nhi càng là ta huynh muội ngươi có thể không nhận bọn hắn, bất quá, ta mục phong tiếc, ngươi như thế đối bọn hắn, ta cũng nghĩ cùng ngươi làm một cái kết thúc. Mục phong đi ra lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Thất túc chiến tướng ở đâu, thác bạt thanh sơn giận dữ hết, có thuộc hạ, lập tức bảy đạo thân ảnh đứng ra, thân ảnh theo phóng lên tận trời. Bảy người này, trong cơ thể linh quang chấp động lập tức từng cỗ chiến khôi hiển hiện, bọc lại bảy người thân thể, biến thành bảy tôn cao hơn 4 mét kim giáp chiến khôi, cầm trong tay phù quang lợi kiếm. Phù đạo chiến khôi, mục phong nhướng mày, thất túc chiến tướng nghe lệnh, bắt giết mục phong, thác bạt thanh hải lạnh lùng hạ lệnh, bạch, lập tức. Bảy đạo chiến khôi biến thành bảy đạo lưu quang phá không mà đến, cùng nhau sát phạt hướng về phía mục phong, phát ra cường đại phù văn chi lực. Mục cuồng, bạch tử dược, dược xuyên, hách mỹ lệ, viêm hổ thần, tử vân xuất chiến. Mục phong lạnh lùng nói, thân thể biến thành một đạo lưu quang sát phạt hướng về phía trong đó một bộ chiến khôi. Giết, mục cuồng bọn người nghe lệnh giết ra, một người thẳng hướng một bộ chiến khôi. Mà cái khác chiến phong đệ tử, che lại thác bạt thanh hải cùng cửu công chúa, không có xuất chiến, vừa vặn nhìn xem phong ca bây giờ thực lực. Bạch, một đạo lượn lờ kim sắc phù quang kiếm mang hướng Mục Phong bổ ra, đạo phù này kiếm ánh sáng mang bên trong ẩn chứa cường đại xé rách chi lực, hư không đều hoạch xuất ra một đạo kiếm ngân chém giết mà tới. Mục Phong thần sắc đạm mạc, một tay ngưng tụ đáng sợ lôi đình nguyên lực, một ấn oanh sát mà ra, một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ bạo sát mà lên. Oanh, đại thiên lôi thần ấn hám kích tại đạo phù này kiếm ánh sáng mang phía trên, cuồng bạo oanh kích trực tiếp làm vỡ nát kiếm mang, đáng sợ nguyên lực đánh vào cái này chiến khôi thân thể, đem chiến khôi đánh bay bị bên ngoài thân phù văn phòng ngựa ngăn cản người ở bên trong kinh hãi cái này mục phong thật là đáng sợ lực bộc phát bất quá cái này chiến khôi bị đánh bay vậy mà lại thí sự không có tiếp tục hướng mục phong công kích mà tới ha 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 ta cái này chiến khôi lực phòng ngự sao thể tu còn lợi hại hơn công kích của ngươi vô dụng với ta phù quyền chiến khôi bên trong thất túc khôi sư cười lạnh khống chế chiến khôi một quyền giết ra oanh hư không chấn động một đạo phù quang ngưng tụ quyền mang thông dài ngàn mét, hung hãn giết mà tới. Mục phong đồng dạng đấm ra một quyền, cuồng bạo lôi đình quyền mang tùy tiện đánh nát một quyền này. Không tệ lực phòng ngự, có chút ý tứ, bất quá, trong mắt ta, chiến khôi sơ hở trăm chỗ. Mục phong bình tĩnh nói, trong tay hắn, một cỗ nguyên lực sen lẫn, vậy mà cũng ngưng hóa ra từng đạo phù văn. Phù văn sen lẫn, tạo thành một đạo kim sắc kiếm mang. Bạch, mục phong sau lưng phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, hắn thân thể biến thành một đạo cực tốc lôi quang giết ra, cơ hồ là trước mắt đi tới chiến khôi cách xa trăm mét chỗ. Giết, mục phong một kiếm giết ra, đạo phù này kiếm ánh sáng mang đánh về phía phòng ngự phù văn dịch hạ vị đưa. Phốc phốc, phù quang kiếm mang điểm tại chỗ đó, kim sắc phù che đẩy quang mang chấp động, cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn, phù quang kiếm mang trực tiếp điểm phá không phòng ngự. Cái gì, cái này, cái này chiến khôi sư sắc mặt kinh hãi, không dám tin. Mà lúc này, mục phong thân thể, đã xuất hiện ở thất túc chiến khôi phía trên, tay cầm cổ sát kiếm. Cổ sát kiếm bên trong kiếm văn bị hắn không ngừng tái tạo, bây giờ đã là một thanh có thể so với lục giai hoàng khí. Đương nhiên, cổ sát huy lực không chỉ như thế điểm, bất quá mục phong có thể động dụng chỉ có những thứ này. Nhất kiếm tiêu lôi, mục phong cầm kiếm bạo cắm mà xuống, cổ sát kiếm bên trong phun ra trăm trượng kiếm quang, ẩn chứa nhiều loại đáng sợ chân ý lực lượng. Phốc phốc, cái này cuồng bạo kiếm mang từ đỉnh đầu, đâm xuyên qua cái này lực phòng ngự kinh người chiến khôi đầu, kiếm mang xuyên qua nội bộ. A, à, bên trong chiến khôi sư một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị kiếm mang ám sát thành mảnh vỡ. Bành, cỗ này giá trị liên thành thất túc chiến khôi bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ kích xạ, kiếm khí bốn quyển. Mà đổi thành một bên, mấy người khác chiến đấu cũng tiến nhanh nhập hồi cuối. Long tượng quyền, mục cuồng gầm thét, thân thể long tượng tinh huyết bạo phát ra long tượng huyết mạch, thân thể bao trùm long lân, trong nháy mắt tăng lên mấy lần lực bộc phát. Hắn một quyền điên cuồng giết mà ra, không gian răng rắc vỡ vụn, có long ngâm tượng tiếng khóc, đáng sợ kim sắc long tượng quyền kình nhìn ép tại thất túc chiến khôi phòng ngự phù khoác lên. Bành, phù che đậy trực tiếp bị một quyền đánh nát, đáng sợ quyền kình chấn kích tại chiến khôi thân thể, chiến khôi bị đánh bay. Oanh, mục cuồng thân thể mãnh liệt bắn mà ra, song quyền không ngừng huy động, cuồng bạo quyền kình không ngừng công kích chiến khôi, to lớn chấn động lực lượng truyền lại vào chiến khôi nội bộ phốc phốc kia chiến khôi sư rốt cuộc ngăn cản không nổi bị chấn động lực đánh giết chiến khôi bị oanh ra đạo đạo khe hở mục cuồng một cước thần tượng đạp cái cọc trực tiếp đem chiến khôi dẫm bạo bạch tử dược cách không mà đứng một tay tịnh kiếm chỉ đoạn thương kiếm hóa thành một đạo kim hồng linh hoạt như đồng du ngư không ngừng chém giết thất túc chiến khôi thất túc chiến khôi phòng ngự vậy mà ngăn cản không nổi bạch tử dược kiếm quang phong mang bị cắt chém ra một đạo đạo kiếm ngân thời gian dần trôi qua chiến khôi thân thể bên trong kiếm ngân càng ngày càng nhiều bạch tử dược một tiếng quát nhẹ đoạn thương kiếm bộc phát ngàn trượng kiếm hồng giết ra cuồng bạo kiếm khí xung kích tại thất túc chiến khôi thân thể bành thất túc chiến khôi cũng bịch một tiếng bị kiếm khí giải thể trong đó người kêu thảm vẫn lạc viêm hổ thần thân có tu la huyết mạch có nắm giữ hỏa đạo tiên pháp kia kim ly huyết hỏa phần lực bị hắn tu hành đến đáng sợ vô cùng thất túc chiến khôi bị bao phủ tại một cái biển lửa bên trong kinh người phần lực truyền lại vào chiến khôi nội bộ kia chiến khôi sư tiếng kêu rên liên hồi cả người đều bị thiêu đốt thành bụi chiến khôi biến thành vật vô chủ. Hách Mỹ lệ công lực ngưng tụ 6 tôn viễn cổ ma thần, lực bộc phát gấp đôi mà chướng, ma phủ huy động ở giữa ma khí cuồn cuộn, thất túc chiến khôi cũng là ngăn cản không nổi bị đánh giết chấn vỡ. Dược xuyên càng là một mảnh xương độc mà ra, khí độc này vậy mà có thể ăn mòn kim loại, khí độc tràn vào chiến khôi nội bộ, chiến khôi sư cũng trực tiếp bị độc chết, tử vân cũng giải quyết một bộ thất túc chiến khôi. Chiến đấu bất quá mấy chục giây không đến, thác bạt thanh sơn ỉ lại làm nền bài thất túc chiến khôi toàn bộ bị hủy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1547, trưởng đánh chết quân vương. Làm sao có thể, cái này, thác bạt thanh sơn sắc mặt tái nhật, thất túc chiến khôi, vậy mà liền như thế hủy. Ta thất túc chiến khôi, thác bạt thanh sơn đau lòng kêu to, đây chính là đại thương vương triều đã từng hao tốn vô số chân bảo vật liệu mời người chế tạo quốc chi trọng khí A, hiện tại, bị hủy như vậy. Mục phong, Thác bạt thanh sơn phẫn nộ nhìn phía mục phong, hận không thể đem mục phong rút gân lột ra. Thác bạt thanh sơn, người liền người huynh đệ mình muội muội đều có thể giết, người như ngươi cặn bã sống ở thế gian còn có cái gì ý nghĩa, ngươi là thanh hải đại ca, cũng không phải huynh đệ của ta, có thể ngươi thương huynh đệ của ta muội muội, ta, muốn nhường ngươi dùng mệnh đến nếm. Mục phong chậm rãi hư không, đi hướng thác bạt thanh sơn, thiên anh cảnh giới đại năng đáng sợ uy áp phóng thích, những cái kia vương vệ môn cũng không dám tới gần mảy may chiến đấu như vậy đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay người đoạt ta cơ duyên hủy ta trọng bảo ta và ngươi thế bất lưỡng lập thác bạt thanh sơn gào thét thân thể hóa thành một đạo hàn quang đánh tới trong tay hắn cầm một thanh hoàng kiếm hội tụ chu thiên hàn nguyên lực tràn vào trong kiếm kiếm khí gào thét hóa thành cuồng phong cuồng bạo nguyên lực sôi trào giao long cửu thức hắn huy động hoàng khí trong kiếm nguyên lực gào thét ngưng tụ thành chín đầu kiếm giao sát phạt hướng về phía mục phong mục phong lôi hoàng hộ thể kinh phóng thích từng bước một đi hướng thác Bạt thanh sơn kia cửu kiếm giao gào thét đánh vào hắn hộ thể kinh khí bên trên ầm ầm cuồng bạo kiếm khí bộc phát quét sạch bát phương bất quá chỉ là không cách nào dung chuyển mục phong hộ thể khí kinh làm sao có thể thác Bạt thanh sơn sắc mặt tái nhợt đồng dạng cảnh giới tranh lệch này làm sao nhiều như vậy ta không tin lại đến thác Bạt thanh sơn gầm thét huy động chiến kiếm lại một kiếm bổ ra bất quá y nguyên không phá nổi mục phong phòng ngự trong mắt ta, người cái này cái gọi là đế vương, cũng bất quá là kẻ yếu thôi. Mục Phong cười lạnh, theo sau trong cơ thể lôi nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành vô số lôi văn, hắn song quyền oanh ra. Lôi long gào thét, lôi văn sen lẫn thành hai đầu lôi long xuyên qua hư không, oanh sát hướng về phía thác bạt thanh sơn. Lục giai chiến văn, song long phúc hải, thác bạt thanh sơn cửu kiếm giao trực tiếp bị đánh nát, phòng ngự cũng bị song long đánh nát, thân thể bị đánh bay mà ra, thổ huyết đến bắn. Làm sao có thể, Thác bà Thanh Sơn gầm thét, không nguyện ý tin tưởng, thành hoàng hậu chính mình, tại mục phong trong tay nhỏ yếu như vậy. Xoẹt xẹt, một đạo lôi quang phá không mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt đi tới thác Bạt Thanh Sơn trước mặt, một trưởng giữ lại thác bà Thanh Sơn cổ, đem nó chụp giết tại bàn tay bên trong nhấc lên. Thác Bạt Thanh Sơn sắc mặt đỏ lên, bị mục phong nguyên lực giam cầm, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm mục phong. Bệ hạ cứ như vậy bại, cái này, cái này mục phong thực lực cũng quá mạnh a à. Đây chính là thời đại thiên kiêu bảng đầu thực lực sao? Vô số người xôn xao, chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong, người không thể giết ta, ta thế nhưng là nhất quốc tri quân, người không thể giết ta. Thác bạt thanh sơn kinh hãi quát ầm lên. Ha ha, buồn cười nhất quốc tri quân, người không phải ta Mục Phong tri quân, ta giết ngươi, ai có thể làm gì được ta? Mục Phong lạnh lùng bá khí cười một tiếng. Mục Phong, đủ, mà lúc này, hoàng cung chỗ sâu, một thanh âm rốt cuộc truyền đến. Theo sau một cỗ đáng sợ hơn khí thức tràn ngập mà đến, một thân ảnh theo hoàng cung chỗ sâu phá không mà tới, rất mau tới đến hư không. Người tới đồng dạng một thân hoàng bào, trung niên bộ dáng, khí độ bất phàm. Tiên hoàng bệ hạ, mà cái khác phương gia, quân sĩ vội vàng hướng người này quỳ thân hành lễ. A, à, đại thương tiên hoàng." Mục Phong nhìn phía nam nhân này, hắn cũng đã gặp mấy lần mặt, chính là đại thương tiên hoàng. Phụ thân, Thác Bà Thanh Hải nhìn qua người này thần sắc có ảm đạm, hắn muốn bị trảm quyết thời điểm đại thương tiên hoàng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, hắn đã lựa chọn thác bạt thanh sơn mà từ bỏ chính mình. Đại thương tiên hoàng thác bạt bình xuyên nhìn qua mục phong, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, ngày trước hắn lần thứ nhất gặp mục phong thời điểm, mục phong bất quá một thiếu niên, bây giờ, đã trở thành quấy đại lục phong vân hoàng giả, cái này quật khởi tốc độ nhanh chóng nhường hắn đều chấn kinh. Mục phong, quên đi thôi, thanh hải sự tình như vậy mới thôi, người cùng núi xanh sự tình ta thác bạt nhà cũng không truy cứu, tha hắn một lần như thế nào. Thác Bạt Bình Xuyên nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, người có tư cách nói lời này sao? Mục Phong lạnh lẽo nói, Thác Bạt Bình Xuyên sững sờ, theo sau sắc mặt trầm xuống. Thác Bạt Thanh Sơn là con của ngươi, Thanh Hải cũng không phải là con của ngươi sao? Nếu là hôm nay ta Mục Phong không đến, ngươi có phải hay không thật muốn tùy ý kia hai thanh hình đao rơi xuống? Hiện tại ta Mục Phong muốn giết người, ngươi không xứng không có tư cách đến trước mặt ta cầu tình. Mục Phong lạnh lùng nói, không chút nào cho Thác Bạt Bình Xuyên mặt mũi. Thác Bạt Bình Xuyên sắc mặt âm trầm, lại bị Mục Phong nói đến im lặng phản bác, theo sau lạnh lùng nói, ta vốn không muốn cùng ngươi là địch, ngươi, đây không phải là muốn cùng ta Thác Bạt gia tộc là địch sao? Thì tính sao, người Thác Bạt nhà có thể bắt ta Mục Phong như thế nào, ngươi mặc dù là thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, thật đúng là không làm gì được ta. Mục Phong nghĩa mai nói, kia tại tăng thêm lão phu đâu, mà lúc này, trong hoàng cung lại một đường thanh âm già nua vang lên một vị tóc trắng xóa áo bào tím lão nhân theo trong hoàng cung đi ra, đạp không mà đi, trên thân tán phát cảnh giới khí tức thình lình đã đạt đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Là lão tiên hoàng, thác bạt lưu vân, lão gia hỏa này lại còn không có chết, đây chính là hơn một ngàn năm trước đại thương hoàng A. Lão tổ, thác bạt thanh sơn thấy một lần người này lộ diện, trong lòng cuồng hỉ, thầm nghĩ chính mình được cứu rồi. Có ý tứ, không nghĩ tới đại thương bên trong lại còn ẩn tàng như thế một vị đỉnh phong hoàng giả. Mục Phong gặp cái này một người có chút sửng sốt, bất quá không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý. Phụ thân, Thác Bạt Bình Xuyên cũng đối người này thi lễ một cái. Vị tiểu hữu này, người náo cũng náo đủ rồi, đừng tay đi, không phải, chớ trách lão phu giả bắt nạt trẻ. Thác Bạt Lưu Vân tựa như hơn 80 tuổi gần đất xa trời lão giả, đối Mục Phong bình tĩnh nói, thiên anh cảnh giới đỉnh phong khí thế đáng sợ phóng thích. Ha 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 ha, hôm nay ta Mục Phong muốn giết hắn, ai đi ra đều vô dụng, đây là ta nói. Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, theo sau vậy mà một trưởng hội tụ đáng sợ nguyên lực, đánh về phía thác bạt thanh sơn đầu lâu. Không, thác bạt thanh sơn cảm nhận được khí thức tử vong, gào lên đau xót lên tiếng. Bành, thác bạt bà thanh sơn đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, bên trong linh hồn trong nháy mắt bị đánh nát, liền độn anh mà chạy cơ hội đều không có. Thác bạt bình xuyên, thác bạt lưu vân con người đều là co rụt lại, theo sau phẫn nộ nhìn qua mục phong. Tạc tử sao dám, hai người gầm thét lên tiếng. Mà những người khác cũng chấn kinh nhìn qua không đầu thi thể, bị mục phong tùy ý vứt xuống giữa không chung, không dám tin. Bành, thi thể rơi trên mặt đất, máu tươi từ vỡ vụn đầu lâu bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ đầy đất. Mà trước đó, người này vẫn là một tên hiệu lệnh thiên hạ, không ai bị nổi quân vương, mà bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể. Vương đồ bá nghiệp lại như thế nào, kết quả là, hồn mệnh quy thiên, hết thảy bất quá đều chính là công dã chàng mà thôi. Mà mục phong giết thác bạt thanh sơn, bình tĩnh nhìn phía nổi giận hai người này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1548, Phong Quang về núi. Mục Phong, Thác Bạt Lưu Vân nổi giận, nguyên lực bành trướng sát cơ cuồn cuộn. Đừng tưởng rằng ngươi là vạn tượng thánh tông hoàng tôn ta không dám động tới ngươi, hôm nay ta muốn ngươi đi không ra cái này đại thương thành. Thác Bạt Lưu Vân nổi giận, ngưng tụ đáng sợ nguyên lực trực tiếp hướng Mục Phong nghiền ép mà tới ha 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 ha, ta muốn nhìn, người như thế nào để cho ta thiếu chủ đi không ra cái này đại thương thành. Mà lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng mỉa mai, một thân ảnh phá không mà lên, đồng dạng đáng sợ nguyên lực màu xanh lục quét sạch mà ra, ngăn cản người này tán phát đáng sợ nguyên lực, cảnh giới khí tức, đồng dạng tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Cái này người xuất thủ, chính là hoa lão, đỉnh phong hoàng giả, thác bạt lưu vân con người co rụt lại, nhìn qua người này, lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Mà người này, gọi mục phong thiếu chủ hắn nghe lệnh mục phong chiến phong ở đâu mục phong đứng chắp tay quát lạnh nói tại lập tức trong đám người gần trăm đạo khí thức khủng bố tản ra hơn 90 tên thiên anh cảnh giới hoàng giả tựa như từng vòng phát ra bành trướng khí thức đại nhật tại vô số người trong mắt thăng thiên mà lên mà những này thiên anh hoàng giả phá không mà đến vây quanh thác bạt lưu vân thác bạt bình xuyên hai người cái này nhiều như vậy thiên anh hoàng giả sắc mặt hai người đại biến cũng là không dám tin nhìn qua một màn này Mục phong nơi nào đến nhiều như vậy hoàng giả? Hắn là đem toàn bộ vạn tượng thánh tông người đều mang đến sao? Trời ạ, à, cái này, nhiều như vậy hoàng giả đại năng. Đáng sợ, những người này chẳng lẽ đều là mục phong người sao? Đại thương trong hoàng cung, vô số hy vọng của mọi người lấy một màn này rung động trong lòng, từng cái chấn kinh nói không ra lời. Thác Bạt Lưu Vân, Thác Bạt Bình Xuyên hai người đã là rung động nói không ra lời, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Ngươi như thế nào để cho ta Mục Phong đi không ra cái này đại thương thành. Mục Phong lần nữa nhìn phía Thác Bạt Lưu Vân, mà Thác Bạt Lưu Vân nói không ra lời, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Mà Thác Bạt Bình Xuyên không phải là không như thế, nhiều như vậy thiên anh hoàng giả, cỗ này thế lực thật là đáng sợ, có thể một đêm hủy diệt toàn bộ đại thương vương triều. Các ngươi có biết, các ngươi từ bỏ Thác Bạt Thanh Hải lại là người nào? Mục Phong cười lạnh nói, phó thủ lĩnh, lập tức chiến phong bên trong người hiểu ý, từng cái đối thác bạt thanh hải ôm quyền hành lễ, trừ mục phong bên ngoài, mười mấy tên thiên anh cảnh giới hoàng giả đối thác bạt thanh hải hành lễ. Thanh hải là đám người này phó thủ lĩnh, thác bạt bình xuyên nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, theo sau, lại lộ ra vẻ hối tiếc. Hắn từ bỏ này nhi tử, vậy mà có thể tụ tập năng lượng lớn như vậy. Hối hận, hối hận a, à, sớm biết thác bạt thanh hải có như thế một cỗ nhân mã, hắn làm sao lại lựa chọn thác bạt thanh sơn là đế. Liền cỗ này thế lực mà nói, hoàn toàn có thể nhường đại thương trở thành lục đại vương triều đứng đầu thác bạt thanh hải cảm kích nhìn phía mục phong mục phong đây là vì hắn tạo thế a bình xuyên người làm sao chọn người thừa kế thác bạt lưu vân cũng phẫn nộ nhìn phía thác bạt bình xuyên Phụ thân ta thác bạt bình xuyên nói không ra lời theo sau xấu hổ vừa xấu hổ dây dứt nhìn phía thác bạt thanh hải không biết như thế nào ngôn ngữ trời ạ à, tứ ca hắn vậy mà nắm giữ như thế một cỗ kinh khủng thế lực có cỗ này thế lực chính mình cũng có thể mở ra một cái càng lớn vương triều A. Thác bạt gia tộc bên trong, thác bạt thanh hải các huynh đệ khác nhóm không có chỗ nào mà không phải là ao ước mộ trấn kinh nhìn phía thác bạt thanh hải. Thanh hải, trước đó phụ thân có lỗi với ngươi, ta, ai, ta đã nhìn sai người. Thác bạt bình xuyên đối thác bạt thanh hải thở dài, rốt cục vẫn là cúi đầu. Thác bạt thanh hải buồn bã cười một tiếng, không nói tiếng nào, dạng này xin lỗi, hắn đã không cần. Thanh hải, ngươi nếu là nguyện ý, người chính là ta đại thương mới quốc quân." Thác Bạt Lưu Vân nói, trước đó vẫn là phải mất đầu phạm nhân, mà bây giờ liền nguyện ý đẩy hắn là quốc quân, thế giới hiện thực cùng tàn khốc, không phải bàn cãi. "Ta mệt mỏi, về sau nói đi, Mục huynh, Thác Bạt Thanh Sơn chết coi như xong, ta không nghĩ tới nhiều truy cứu." Thác Bạt Thanh Hải đối Mục Phong nói, Mục Phong có thể cảm thụ hiện tại Thác Bạt Thanh Hải đau lòng, gật đầu nói, "Hiện tại chiến phong nghe ngươi, còn có, trước sai người đem Thiên Anh Sơn vây quân rút lui a." À thác bà thanh hải gật đầu lập tức hạ mệnh lệnh những người khác cũng không dám chống lại đã đem hắn làm tân hoàng mà chuyện này cũng liền như thế kết thúc mục phong cường thế xuất hiện vì thác bà thanh hải mang đến một cỗ vô cùng cường đại thành viên tổ chức đại thương bên trong không người dám nhắc lên thác bà thanh sơn sự tình mà thiên anh sơn bị vây cục diện cũng bị tan giã thiên anh sơn thiên anh điện bên trong lần lượt từng thân ảnh mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy người nào tới tiệc rượu đã dọn xong sau đó không lâu một thân ảnh theo điện bên ngoài đi đến trong điện người toàn bộ đều là kho mình hành lễ mục hoàng tôn những này thiên anh sơn các vương giả nhìn về phía thanh niên ánh mắt bên trong đều mang theo vẻ sùng kính chính là sự xuất hiện của hắn giải thiên anh sơn nguy cơ ai có thể nghĩ tới mấy năm trước đó thanh niên còn ở nơi này học ở trường tu hành qua đây ha ha mục hoàng tôn thật lớn uy phong a à. phong lôi tử cũng ôm quyền cười nói dịch lão trên mặt cũng là sợ hãi thán phục các vị đa lễ Lão sư, dịch lão, các người đây không phải nói móc ta sao? Mục Phong nhìn phía hai người cười khổ nói, vẫn là ôm quyền thi lễ, đi vãn bối chi lễ. Tốt, ta Phong lôi từ đời này cũng không nghĩ tới, ta dạy bảo người bên trong có một ngày xảy ra một vị danh chấn đại lục hoàng tôn, đời này không tiếc, không tiếc a, à, ha ha, lão dịch, lúc trước ta đem Mục Phong đề cử cho ngươi, bây giờ cho ngươi chướng mặt a. À. Phong lôi tử cười nói, ha ha, tăng thể diện, tăng thể diện a. À dịch lão cũng là cười ra tiếng tốt đều chớ cố lấy nói chuyện mục phong ngồi vào vị trí a thiên anh lão nhân cười nói mục phong xác nhận đám người ngồi vào vị trí mục phong tự nhiên cùng thiên anh lão nhân phong lôi tử bọn hắn một bữa tiệc không nghĩ tới mấy năm không thấy ngươi liền trưởng thành đến mức hiện nay càng là cứu được thiên anh sơn ha ha ngày trước lão phu nhốt ngươi hải nhai luyện quyền ngươi cũng đừng ghi hận lão phu a thiên anh lão nhân cười nói thiên anh tiền bối nói đùa tiền bối ngày trước giúp ta lĩnh ngộ, vãn bối cảm kích còn đến không kịp đây này. Mục Phong cười nói, trước đó nghe nói người bị quang minh thánh giáo mang đi, đây là sự thực sao? Phong lôi tử lại hỏi, ừm, um, bất quá sự tình đã qua, lão sư cũng không cần lo lắng, ha ha, rất lâu không có cùng các vị tiền bối uống rượu. Mục Phong trước kính các vị tiền bối một chén, tả các vị ngày trước đối ta Mục Phong dạy bảo tri ân, chiếu cố tri ân. Mục Phong giơ chén lên, đối đám người một kính, theo sau một ngụm uống vào. Tốt, Vân tiêu bên trong người nhao nhao gọi tốt, có nữ tu vương giả nhìn về phía mục phong cũng lộ ra một tia ngưỡng mộ ái mộ chi ý. Phong lôi tử bọn người trong lòng càng là tán thưởng, ngày trước đối mục phong thiện nghiệp, bây giờ lại là cứu vãn toàn bộ thiên anh sơn. Càng đáng quý chính là, thanh niên danh chấn đại lục, cũng không có quên vốn, đối bọn hắn y nguyên tôn kính, không quên ban đầu tâm, cái này càng là khó được. Theo sau rất nhiều người đến nhao nhao hướng mục phong mời rượu, thậm chí còn có nữ vương tới ám bề ngoài lòng ái mộ, tân khách đều vui mừng, mà Mục Phong cũng tại Thiên Anh Sơn ở xuống dưới, nơi này cũng là hắn đã từng một cái trọng yếu trưởng thành chi địa, vẫn là có hắn rất nhiều hồi ức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1549, trước phụ cảnh xuân tươi đẹp. Đại thương trong Hoàng Cung, tứ ca, cái này không thích hợp, rõ ràng người mới là quân vương nhân tuyển tốt nhất. Một tên thanh niên mặc áo bào tím chỉ hoãn nói ra, mà lại, trèo lên hoàng, không đồng nhất thẳng đến nay đều là ngươi mộng tưởng sao? Lục đệ, tất cả huynh đệ bên trong, ta liền tin qua được ngươi, mà lại tài năng của ngươi cũng là không thua tại ta. Đem đại thương giao cho ngươi, tứ ca yên tâm. Mà lại bây giờ trèo lên hoàng đã không phải là ta truy cầu. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, người này là hắn Lục đệ. Thác Bạt Thanh Lam, Thác Bạt Thanh Hải không muốn làm đại thương chi hoàng, mà là lựa chọn đem hoàng vị tặng cho chính mình tứ đệ. Truy cầu không tại hoàng vị. Thác Bạt Thanh Lam sửng sốt nhìn qua chính mình tứ ca. Theo sau nghĩ đến hắn tu hành thiên phú và kia một nhóm lớn thiên anh cảnh giới hoàng giả, trong lòng thoải mái. Tứ ca thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể đi truy cầu Trường Sinh Tiên Đạo, hoàn toàn chính xác, hoàng quyền đối ngươi mà nói, chỉ là một loại gông xiềng và hạn chế mà thôi. Thác Bạt Thanh Lam thở dài, vì cái gì bọn hắn phụ thân Thác Bạt Bình xuyên tu hành đến cảnh giới nhất định đều nguyện ý nhượng bộ hoàng vị, kỳ thật, làm hưởng thụ đủ quyền thế về sau, trong lòng theo đuổi chính là càng lớn đồ vật, Trường Sinh Tiên Đạo, ai không khát vọng? không thành tiên, trung vi phạm. Thiên anh cảnh giới thọ dài mấy thiên tuế, bất quá cũng cuối cùng có đối mặt luân hồi vào cái ngày đó. Tiên đạo chỉ là thứ nhất, tứ ca chỉ là tìm được một cái càng lớn mục tiêu mới, trợ giúp nam nhân kia, hoàn thành giấc mộng của hắn, chảm diệt bộ tộc kia. Thác bà Thanh Hải ánh mắt sâu xa đạo, nghĩ đến người kia, hắn khóe miệng cũng không khỏi được nổi lên một vòng ý cười. Bất kể như thế nào, đã tứ ca người đem đại thương giao cho ta, ta nhất định sẽ làm một cái khai sáng quân chủ, nhưng đại thương phát triển được càng tốt hơn, để chúng ta thác bạt gia tộc càng ra cường lớn. Thác bạt thanh lam trịnh trọng nói, ha ha, vậy là tốt rồi, còn có thiên anh sơn, thiện đãi chi, giúp ta chiếu cố tốt ta đã từng tùy tùng thế lực, bọn hắn cũng sẽ trở thành người trợ lực. Thác bạt thanh hải cười nói, theo sau quay người rời đi, cửu công chúa kéo tay của hắn, hai người dần dần từng bước đi đến, ra hoàng cung. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao, nhưng tứ ca hoàng vị cũng không cần, Thác bạt thanh lam nhìn qua chính mình tứ ca bóng lưng thì thảo nói, không khỏi nhớ tới nam nhân kia. Đại thương trên đường phố, một đám người trên đường dạo bước, chính là mục phong bọn người. Ai, tứ hoàng tử muốn trở thành đại thương hoàng, về sau, liền không thể cùng chúng ta cùng nhau đi, thật không nỡ. Dược xuyên thở dài nói, ha ha, mập mạp chết bầm ngươi là không nỡ tứ hoàng tử, vẫn không nỡ cửu công chúa A. À. Mục cuồng cười nói, A, à, ta xem là cái sau A, à, những người khác cũng là cười vang đánh rắm, ta hai cái đều không nỡ, dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ lâu như vậy. Dược xuyên hiếm thấy một mặt đỏ, phản bác, tu hành cũng là vì riêng phần mình đạo, mục tiêu của mình, Thanh Hải muốn trở thành đại thương chi hoàng, chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Mục Phong cười nói, hắc hắc giấc mộng của ta chính là bồi phong ca cùng một chỗ, đạp diệt bạch vũ điểu nhân, cứu ra hình di, sau đó a à tại cùng nhà ta giả dích sinh đống con non tiêu giao thiên địa. Mục cuồng cười to nói, phi, chán ghét, lúc nào cũng như thế không cần mặt mũi. Phong tiêu tiêu hơi đỏ mặt, trợn nhìn mục cuồng một chút. Giấc mộng của ta là trở thành một tên kiếm tiên, mà lại là mạnh nhất kiếm tiên, sau đó giúp Phong ca cứu ra nương. Bạch tử dược cười nói, hình di là khẳng định phải cứu, bất quá ta cũng đáp ứng lão đầu tử nhà ta, ta muốn trở thành lợi hại nhất dược độc sư. Mập mạp trong lòng cũng có chính mình một cái to lớn mộng tưởng. Tuổi trẻ chính là tốt, lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng có rất nhiều mộng tưởng, bất quá, bây giờ lớn nhất kỳ vọng chính là đăng lâm kia tiên đạo cầu được một cái trường sinh đi tiên giới nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong chúng tiên vân tụ thế giới đến cùng là dạng gì hoa lão cười nói trong nhóm người này tuổi của hắn lớn nhất cũng là khoảng cách thọ nguyên hao hết tử vong gần nhất người ha ha đợi ta đắc đạo lúc đưa hoa lão người cái này tạo hóa mục phong cười nói cái này không biết là nói đùa vẫn là nói thật mục huynh các huynh đệ mà lúc này phía sau truyền đến một thanh âm chỉ gặp hai thân ảnh bước nhanh đuổi theo. Thanh Hải, Ngọc Nhi, tất cả mọi người sững sờ, theo sau kinh nghỉ lên tiếng. Hai người chạy tới, Thác Bạt Thanh Hải cười nói, Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Ngọc Nhi về đơn vị. Thanh Hải, làm sao, người không phải muốn làm đại thương hoàng sao? Tại sao cũng tới, đám người hỏi, ha ha, giấc mộng này đã coi như là thực hiện, hiện tại, ta có càng lớn dã tâm. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, tứ ca ca ở nơi nào, ta ở đâu? Cửu công chúa cười nói, thác bà Thanh Hải nhìn phía Mục Phong, cười nói, đã từng nói xong, ngươi giúp ta thành hoàng, ta giúp ngươi diệt tiên, mà chuyện của ta đã hoàn thành, liền thừa chuyện của ngươi, đạp diệt thiên làm, cùng một chỗ A. À. Mục Phong cười, mở ra hai tay cùng thác bà Thanh Hải một cái hùng ôm. Huynh đệ, hoan nghênh trở về, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không không nỡ ta mới trở về. dược xuyên cười bị ổi nói, lăn, ta mới không phải bởi vì ngươi, đều nói là bởi vì ta tứ ca ca. Ai nha, ta biết là bởi vì ta, người không muốn không có ý tứ đi. Người khác tiếp tục vô sỉ nói, mặt của ngươi đâu, cho chó ăn chưa, ha 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 ha, chiến phong người đủ, đi. Trên con đường trưởng thành, tất cả mọi người tại dần dần từng bước đi đến, thế nhưng là còn có ai nhớ kỹ, đã từng khoe khoang khoác lác mộng tưởng, có ai đi chạy mong cái hướng kia. Có lẽ, quá nhiều người đều chỉ có thể đem đáy lòng đã từng mộng tưởng và nguyện vọng bị sinh hoạt hiện thực tại đáy lòng, Bất quá y nguyên hy vọng nhiều năm về sau ngươi còn có thể nhớ kỹ đã từng trong lòng kia rung động qua khô nóng cùng nguyện vọng. Thiếu niên, cũng chúc ngươi có mộng vì ngựa, khắp nơi có thể dừng, chớ phụ cảnh xuân tươi đẹp. Vạn tượng Thánh Tông, một ngày này vạn tượng Thánh Tông có thể nói là náo nhiệt, không chỉ là vạn tượng thành bên trong đệ tử, vạn tượng vực bên trong vô số tu hành gia tộc, nổi danh tu sĩ, đều tới vạn tượng thành. Mà một ngày này, vạn tượng thành cũng là đối ngoại mở ra, không xuống mấy trăm vạn tu sĩ hội tụ tại vạn tượng thành bên trong mà vạn tượng thành bên trong, có một chỗ đài cao, cao có 9.000 mét, thẳng vào vân tiêu, mây mù lượn lờ, mà này đài, tên vạn tượng đăng tiên đài, vạn tượng thánh tông lịch đại tổ sư bắt đầu từ nơi này thành tiên. Vô số tu sĩ lơ lửng giữa không chung, nhìn phía hai người kia, đôi mắt bên trong đều là hâm mộ, kính sợ. Hắn một thân thanh y, tóc dài xóa vai, đứng chắp tay, bên hông còn treo một cái vô lại tử hồ lô. Mà đầu nàng đâm bím tóc sừng dê, khuôn mặt tinh điêu tế chác, mười mấy tuổi tuổi tác bộ dáng đã là một cái mười phần la lị mỹ nhân bại hoại. Vạn tượng thánh tông không hổ là nhân tộc đại tông nội tình thật sâu a à, trước kia chưa bao giờ nghe hai vị cường giả lại là tiên nhân bây giờ liền muốn trèo lên tiên huyết đi đúng vậy a à, thật sự là hâm mộ trường sinh thành tiên từ đây lột xác nghe đồn tiên giới minh mông vô biên khắp nơi trên đất linh dược tiên dược tài nguyên vô tận đời này cũng không biết có cơ hội hay không đi xem một chút kia tiên giới đến cùng là bộ dáng gì tiên đạo khó cầu a. À liền vậy được tiên tri kiếp, có bao nhiêu người chết tai kiếp khó bên trong. Vô số các tu sĩ xôn xao, rất nhiều thiên anh hoàng giả càng là hâm mộ nhìn qua đăng tiên đài bên trên hai người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1550, Sư Huynh Tiên Thăng Hai người này không phải người khác, tự nhiên là Tam Sư Huynh Đoạn Kình Thương, Đại Sư Tỷ Ly Yên. Ly Yên cũng đột phá đến kiếp tiên tri cảnh, lúc đầu, đối với tu hành không phải rất để ý nàng, bởi vì một lần kia mục phong ở trước mặt nàng bị ở trước mặt mang đi, Ly Yên cũng thụ sự đả kích không nhỏ. Hơi một cố gắng, liền đột phá đến kiếp tiên tri cảnh, không thể không nói người ta huyết mạch cường đại, không hổ là thần thú thân thể. Trong đám người, mục phong mấy người cũng tại, nhìn qua kia hai đạo đứng tại thành tiên tri đài thân ảnh, trong lòng tất cả đều là chúc phúc. Mà lúc này, đoạn kình thương tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang trong tay ngưng tụ, bản mệnh linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nhìn phía phía trên hư không cầm trong tay linh kiếm một thân cường đại nguyên lực hội tụ vào trong kiếm oanh trong kiếm toát ra ba thước kiếm mang kiếm mang ngưng tụ tới cực hạn vô cùng sắc bén mở đoạn kình thương một tiếng gầm nhẹ cầm trong tay linh kiếm một kiếm bổ vào thương khung vạn mét kiếm quang xé rách mà ra xoẹt xẹt kiếm quang xẹt qua hư không không gian trực tiếp bị xé nứt mở một đạo lỗ hổng lớn vị diện bị đánh phá trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vết nứt không gian tại trong hư không, kia trong cái khe, là vô tận hắc ám, chỗ sâu, có thật nhiều tinh quang chấp động tại không gian chảy tầng bên trong. Đoạn kình thương, Lý Yên, quay đầu nhìn phía vạn tượng thánh tông tất cả mọi người, nhìn phía chính mình hoàng cực một mạch các sư huynh đệ, sư phụ, cười nói các vị, về sau tiên giới gặp lại. Ha ha, đại sư tỷ tam sư đệ, ngươi yên tâm, không được bao lâu, sư huynh đã tới tìm ngươi. Nhị sư huynh cười nói, đại sư tỷ tam sư huynh, một đường cẩn thận, tứ sư tỷ hồng la, ngũ sư huynh bọn người căn dặn nói. Ha ha, yên tâm đi, ta đi, ta đi trước tiên giới cho các vị tìm kiếm đường. Đoạn kình thương cười nói, sư phụ, ta đi, ly yên có không thôi ôm thanh ly tử nói, đi thôi, tiên giới mới là các ngươi sân khấu, bất quá lòng người hiểm ác, người đi tiên giới sau cũng không thể tùy ý hiện ra người chân thân. Thanh ly tử cười nói, vuốt vuốt ly yên tóc, hắn cùng ly yên, mặc dù là sư đồ, cũng như cha con, hắn nhặt được Ly Yên thời điểm, Ly Yên vẫn chỉ là một cái long noãn. Các vị sư đệ, tiểu cửu cửu, ta đi, Ly Yên lại nhìn phía Mục Phong cùng cái khác sư đệ. Mục Phong đi qua ôm lấy đại sư tỷ, cười nói, đại sư tỷ cần phải tại trong tiên giới chờ lấy ta. Ừm, um, nhị sư huynh, còn có các ngươi, ta đi, các ngươi nhất định phải giúp ta bảo vệ cẩn thận tiểu cửu cửu biết không? Đại sư tỷ đối những người khác nói, đại sư tỷ yên tâm đi, chúng ta đều là người một nhà đây này. Đám người cười nói, hai người cáo biệt đám người, theo sau vẫn là biến thành hai đạo lưu quang, bay về phía kia minh mông vô bờ hắc ám hư không, không gian kia chảy tầng. Đại sư tỷ tam sư huynh, tiếp lấy, mục phong giống to, trong tay hai đạo lưu quang bắn ra ngoài, rõ ràng là hai cái cản khôn giới chỉ. Hai người tiếp nhận, linh thức dò xét xuống sợ ngây người, bên trong thình lình có trăm bình tiên dịch, tam sư huynh trong giới chỉ, còn có mấy môn tiên cấp kiếm pháp. Đoạn kình thương là tự sáng tạo công pháp tu hành, muốn mở ra con đường của mình, còn cần tham khảo đọc cái khác tiên pháp. Hai người cười nhìn mục phong một chút, thân thể tiến vào kia một mảnh trong bóng tối, hướng tiên giới phương hướng phá hư mà đi. Mà vết nứt không gian, cũng chậm rãi chính mình khép lại. Chỉ có kiếp tiên cảnh giới, mới có thể tại cái này loạn lưu không gian bên trong bổ chảy mà lên, cảm ứng tiên giới khí tức, ghé qua không gian phi thăng tiến vào trong tiên giới. Thân ảnh của hai người tại vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong phá giới mà đi, mà vạn tượng thánh tông tổ sư trong điện, cũng lại nhiều hai tôn tiên nhân điêu tượng. Hai người phá giới phi thăng mà đi, chảy cho thế gian lại một đoạn thành tiên giai thoại, kia vô số ngắm nhìn các tu sĩ cũng dần dần nghị luận tán đi. Rất nhiều người bởi vì chính mắt thấy cái này phi thăng kỳ cảnh, trong lòng cũng là càng thêm kiên định chính mình hướng đạo chi tâm. Tiểu cửu A, mà lúc này, thanh ly tử đi tới mục phong trước mặt. Trưởng môn sư phụ, mục phong ôm quyền nói, hắn mặc dù thoát ly tông môn, bất quá cái này tông môn tình cảm tự nhiên vẫn còn ở đó. Người đi theo ta, ta có việc nói cho ngươi. Thanh ly tử ngắm nhìn mục phong sau lưng đông đảo thiên anh cảnh giới cường giả, trong lòng cũng có chút rung động. Rõ, mục phong gật đầu, hướng những người khác lên tiếng chào, để bọn hắn tại tông môn các loại chính mình. Mà mục phong đi theo thanh ly tử mà đi, hai người tới hoàng cực thành, song hành trên đường phố, mục phong biểu thị tôn kính, có chút sau rời nửa bước. Quang minh thánh giáo sự tình, người muốn như thế xử lý. Thanh ly tử chắp tay mà đi, tùy ý hỏi trưởng môn sư phụ cũng nhìn thấy ta cùng cái này một giáo ân oán rất sâu đã là không chết không thôi có ta không hắn mục phong như nói thật nói sư phụ biết ngươi lai lịch bất phàm có đại bối cảnh người bất quá ngươi cũng hẳn là biết quang minh thánh giáo cũng không phải phổ thông giáo phái cái này một giáo tại trong tiên giới cũng là có thế lực tồn tại trước mắt thực lực của ngươi đấu bất quá bọn hắn thiên phú của ngươi thế giới này tất nhiên khốn không được ngươi ta cảm thấy ánh mắt của ngươi hẳn là thả lâu dài hơn chút không muốn cực hạn đoạn này cừu hận, vì ngươi lại đưa tới họa sát thân, phúc hỏa không cửa, duy người từ triệu ngươi có thể hiểu được. Thanh Ly Tử khuyên Mục Phong trước buông xuống đoạn này cừu hận. Đạo lý này đệ tử minh bạch, bất quá này giáo chưa trừ diệt, tâm ta một ngày khó có thể bình an, dù sao, bọn hắn muốn đối phó cũng không chỉ là ta mà thôi, sư phụ khổ tâm Mục Phong minh bạch, không có nắm chắc, đệ tử sẽ không đi tự tìm đường chết. Mục Phong nói, hắn minh bạch Thanh Ly Tử khổ tâm dụng ý. Ai, cũng được, lão phu cũng biết không khuyên nổi ngươi, chỉ là hy vọng ngươi làm việc đều có thể nghĩ lại cho kỹ. Ta sống mấy ngàn năm, nhìn qua rất nhiều thế sự vô thường, cũng đã từng trải qua như ngươi đồng dạng thiên tài, đáng tiếc, cũng là bởi vì không có thu liếm tốt phong mang của mình, đắc tội quá nhiều cửu ra, cuối cùng vẫn lạc. Thanh ly tử thở dài, ta vốn là đấu chiến sát lục chi đạo, thì sợ gì giang hồ hiểm ác, ta không cầu trường sinh thiên trường địa cửu, chỉ cầu có thể hoàn thành trong lòng mong muốn, ngực ta bên trong chi ý, giết ta người đáng chết, trường sinh mà tầm thường, vậy cũng không phải trong lòng ta hướng tới sinh hoạt. Mục Phong nói, ha ha, cũng thế, nếu như người trẻ tuổi liền cái này một bầu nhiệt huyết cũng không có, nói chuyện gì tiến tới, chỉ là ta già, rất nhiều chuyện liền lo lắng được nhiều, suy tính được nhiều, không đề cập nữa, theo giúp ta hảo hảo uống mấy chén, tiểu tam tiểu tử kia coi như có chút lương tâm, trước khi đi cho ta nhưỡng không ít rượu ngon. Thanh ly tử cười ha ha một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, Mục Phong có hắn con đường của mình muốn đi. Tốt, ta cũng nghĩ nếm thử tam sư huynh thành tiên sau ủ ra rượu. Hai người thân ảnh rời đi, hồi lâu sau, hai cái uống đến uống say say thân ảnh, không biết lại bò lên trên nhà kia xuân khuê nóc phòng, trêu đến một mảnh thét lên giận mắng thanh âm. Tại vạn tượng Thánh Tông không có ngốc bao lâu, qua hết đoạn kình thương thành tiên biển lễ về sau, mục phong mang theo mình người lại về tới thiên lang ma nguyên, huyết phong thành bên trong. Mà hai năm này, huyết phong thành tu la tộc lại lấy được không nhỏ phát triển, hiện lên số lớn cường giả, mà Mục Phong cũng cuối cùng cũng bắt đầu hắn một hồi trả thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1551, ra tay lang quốc. Huyết phong thành bên trong, trên quảng trường, bảy vạn tu la tập kết. Lần lượt từng thân ảnh khoảng cách trên quảng trường, yên tĩnh im ắng, tùy thời chờ mệnh lệnh. Tu la trong điện, mục phong đang ngồi chủ vị, mà phía dưới đứng đấy 150 người. Cái này hơn 150 người bên trong, trong đó hơn phân nửa đều là tu la tộc hoàng giả chiến phong người, như thế một cỗ thế lực có thể nói là dọa người. Mà mục phong bọn người, ngay tại thương thảo hắn chiến lược. Thiếu chủ, cách đồ lang quốc có thể điều động quân đội chính quy tại khoảng 3 triệu người, chúng ta cùng cách đồ lang quốc nhân số thực lực sai biệt vẫn là cực lớn, bất quá, cũng ngay tộc ta cường giả cơ số đông đảo, đã siêu việt cách đồ lang quốc, chính diện một trận chiến không phải không được, chỉ là biết đánh được cực kỳ gian nan, Mạc Tam Lang nói, chúng ta như hôm nay anh cảnh giới hoàng giả chừng 150 tại người, riêng này có thế lực mặc dù đã đầy đủ diệt cách đồ lang quốc, bất quá tất nhiên không thể hoàn toàn bại lộ trong mắt thế nhân, không phải xu thế rất cường đại sợ rằng sẽ dẫn tới nhiều mặt nhân mã kiêng kỳ, cùng nhau liên thủ chèn ép chúng ta, đến lúc đó cùng đại lục là địch, đây mới là đau đầu chỗ. Thác bà Thanh Hải nói, nói chúng tim đen, Thanh Hải lời nói không sai, chúng ta thế lực nếu là hoàn toàn bại lộ, không nói vạn tượng Thánh Tông có thể hay không lo ngại, cửu giao đảo quang minh thánh giáo thiên hàn thánh tông những này thế lực tất nhiên sẽ liên thủ lang nhân tộc đối phó chúng ta khi đó coi như được không bù mất mục phong gật đầu nói bọn hắn hiện tại thế lực là phát triển được rất nhanh rất mạnh bất quá hắn địch nhân quá nhiều bạo lộ ra tất nhiên sẽ gây nên vây quét đến lúc đó lại là một hồi thảm họa vậy theo thiếu chủ ý kiến chúng ta là mạc tam lang hỏi ẩn hắn thân phận đánh lén đến thắng mục phong nhàn nhạt nói tám chữ Cách đồ lang quốc bản thân quốc lực mặc dù mạnh, bất quá hoàng giả cuối cùng tại số ít, đến lúc đó, ta mang chiến phong 10 hoàng đích thân đến giết vào cách đồ lang quốc lang đô, diệt cách đồ lang hoàng, mạc tam ca, các người dẫn người diệt đi cách đồ lang quốc thành trì, thu thập đủ nhiều tinh huyết cùng huyết khí là được rồi. Mục phong phân phó nói, minh bạch, vậy chúng ta liền tuyển định lang nha thành, sói phong thành, sói máu thành đi, cái này ba tòa thành đều là cách đồ lang quốc bên trong thành lớn, lang nhân đều không dưới trăm vạn, thu thập tinh huyết đầy đủ tộc ta tái tạo đại lượng tu la, đầy đủ tương lai hai năm phát triển. Mạc Tam Lang nói, ừm, um, vậy liền như thế định đi, về phần những người khác, đều không cần bộc lộ ra quá mạnh thực lực, đi theo Mạc Tam Lang đi lang nha thành là được rồi. Mục Phong nói, vâng, ở đây người toàn bộ đứng dậy trịnh trọng xác nhận, y tuyết, mối thù của ngươi, rốt cục có thể báo. Viêm hổ thần thì thào, đôi mắt bên trong bốc cháy lên một sợi cừu hận hỏa diễm. Mục Phong vỗ vỗ viêm hổ thần bả vai, viêm hổ thần nhìn phía mục phong, không nói gì. Nói đến, hắn đã từng cũng đem mục phong trở thành tình địch của mình, còn có định ý, bất quá về sau, hắn gia nhập chiến phong, còn có được mục phong huyết mạch, cũng là vì báo thù. Y tuyết thù, ta cũng nhớ kỹ đâu, bất quá hổ thần, người, cuối cùng được hướng về phía trước nhìn. Mục phong trầm giọng nói, ta biết, bất quá, đây là trong lòng ta một đạo khảm, nàng lựa chọn ngươi, mà ngươi, cuối cùng không có bảo vệ tốt nàng. Viêm hổ thần thanh âm bình tĩnh, bất quá, kia là lựa chọn của nàng, ta cũng không hận ngươi, ta chỉ hận ta chính mình, lúc ấy thực lực không đủ, không có có thể đứng ra đến, không phải bi kịch liền sẽ không phát sinh. Theo sau hắn lại nói, nhìn qua mục phong, ta đích xác hổ thẹn y tuyết, mục phong thở dài một tiếng, kia không phải là không trong lòng của hắn đau xót. Bất quá, ta chính là không hy vọng về sau có càng nhiều áy náy khổ sở phát sinh, ta mới muốn không ngừng mạnh lên, đây là y tuyết thân phận lệnh bài. Ta cảm thấy, ngươi so ta có tư cách hơn đảm bảo nó mục phong lấy ra một khối màu xanh ngọc bài là liệu y tuyết thân phận lệnh bài không cần làm ngày đó ta có thể chiến thắng ngươi thời điểm ngươi lại cho ta a à. viêm hổ thần lắc đầu không có tiếp theo sau đi ra điện mục phong nhìn qua viêm hổ thần bóng lưng thở dài một tiếng lại là một cái si tình người huyết phong thành bên trong bảy vạn tu la gào thét thân hóa tu la hóa thành một đạo đạo huyết quang phóng lên tận trời chấn động hai cánh tại mạc tam lang đám người dẫn đầu xuống bay về phía thiên lang ma nguyên mà mục phong mang theo chiến phong người hoàng lính, mục cuồng bạch tử dược thác bạt thanh hải cửu công chúa hách mỹ lệ viêm hổ thần tử vân dược xuyên thạch chính hùng thiểm lăng bọn người bay về phía cách đồ lang quốc cách đồ lang quốc lang đồ ở lại hơn trăm triệu lang nhân diện tích bao la thống trị mảng lớn cương vực vô số lang nhân bộ lạc là thiên lang ma nguyên bên trên 12 lang quốc một trong bất quá thế lực tại 12 lang quốc bên trong chỉ là cuối cùng mạnh nhất lang quốc là kim nguyệt lang quốc cái này một nước thực lực không thể so với vạn tượng thánh tông loại này nhân tộc đại tông yếu bao nhiêu. Mục phong 11 người, người, dùng tốc độ nhanh nhất, bất quá hai canh giờ không đến liền bay đến cách đổ lang quốc lang đô trên không, tại vạn mét cao tầng mây bên trong, quan sát phía dưới bát ngát lang đô cương vực. Mà tại lang đô trung tâm, là một mảnh hoàng cung, chính là cách đồ lang hoàng cung, ở lại rất nhiều lang quốc cường giả. Nhiều năm cừu hận, hôm nay, cũng là cái kia có cái giải quyết thời điểm. Mục Phong nhìn qua phía dưới mảng lớn lang nhân lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo quang mang. Cửu Thiên Lôi tụ, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết công pháp vận chuyển, thần thông phát động, một cỗ cuồng bạo lôi đình khí cơ tràn vào hư không. Ầm ầm, vạn mét trên không, dần dần lôi đình phun trào, thiên địa linh khí bên trong lôi linh tức giận hội tụ, tạo thành một mảng lớn lôi vân bao phủ tại vạn mét không trung. Mà phía dưới nhìn lên đến, trên bầu trời khôi phục một mảnh mây đen, bao trùm hơn 10 dặm phạm vi mà một cỗ sức mạnh sấm sét điên cuồng tràn vào mục phong trong tay mục phong trong cơ thể lôi nguyên lực cũng tràn vào hắn trong bàn tay của mình trong tay hắn một cỗ tử sắc lôi đoàn hấp thu cuồng bạo lôi đình nguyên lực không ngừng lớn mạnh va chạm tựa như một vòng tử sắc lôi dương chuyện gì xảy ra bầu trời làm sao đột nhiên mây đen răng đầy đám mây đen này tựa hồ có không bình thường a à? lang quốc bên trong vô số lang nhân ngửa đầu nhìn qua bầu trời mảng lớn bao trùm lôi vân cảm giác không quá bình thường cũng có lang vương cường giả nhìn phía hư không, cảm thấy dị dạng. Không đúng, đám lôi vân này, tựa hồ không nghĩ là tự nhiên hình thành. Trong hoàng cung, có lang vương cường giả cao mày nói. Không tốt, đây là có lôi tu cường giả hội tụ thần thông, nhanh, nhanh khởi động phòng ngự trận pháp. Đột nhiên, cuối cùng cũng có người hiểu rõ ra, giống to nói. Thần thông, diệt thế lôi dương, bất quá, lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn lang đô bên trong. Chỉ gặp vạn mét trong hư không, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, cái này tử quang phóng thích tia sáng chói mắt, càng ngày càng mạnh, lôi đình chi lực xé rách hư không. Vô số lang nhân trên mặt đều chiếu dọi ra tử lôi chi quang. Chỉ gặp, kia một vòng tử sắc lôi đoàn, có ngàn mét lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, tựa như một vầng mặt trời màu tím theo bầu trời rơi xuống, đánh phía lang hoàng cung bên trong. Oanh, theo sau, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kia tử sắc lôi đoàn nở rộ lóa mắt lôi hoa, một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra, hướng bát phương xung kích quét sạch mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1552, đối chiến lang hoàng. Ầm ầm, đáng sợ lôi đình chi lực hướng bốn phương tám hướng phá hủy mà đi, bao phủ toàn bộ hoàng cung, từng tòa xây dựng hoa lệ xây dựng, cung điện, lầu các, tại lôi đình chi lực bên trong trực tiếp bạo tạc, biến thành phế tích. Không, một tên lang vương giống giận, kia lôi đình chi lực xung kích, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Bành, hắn nhục thể, ở trong sấm sét trực tiếp bạo tạc vỡ vụn tâm biến thành cho tàn. A, à, vô số cung trong lang vương, lang nhân hộ vệ kêu thảm, buồn gào, tại cuồng bạo lôi đình bên trong biến thành cho tàn, lôi đình chi lực bao phủ phương viên hơn 20 cây số phạm vi, mấy vạn lang nhân tại một kích này bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Một đóa lôi đình hình thành mây hình nấm khí lãng cũng thăng lên bầu trời. Phương nào tạc tử, kia sói cung trong, từng tiếng tiếng gầm gừ vang lên, mấy đạo thân ảnh tại phòng ngự kết giới bảo hộ phía dưới sông lên bầu trời, bất quá cũng đều chật vật không thôi. Đại địa chấn động, toàn bộ lang hoàng cung biến thành một mảnh cho tàn, sói ngoài cung mặt cũng có thật nhiều xây dựng bị tác động đến hóa thành phế tích, vô số lang nhân khiếp sợ nhìn phía lang hoàng cung. Trời ạ, à, cái này, cái này xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp công kích, có thiên anh cảnh giới đại năng đối hoàng cung xuất thủ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ, cái này vô số lang nhân rung động nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong đều là không dám tin thần sắc. Mà mục phong bọn người, đứng ở đám mây, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, nhìn qua kia mấy thân ảnh bay lên lang hoàng cung. Hết thảy có 5 người, 5 người này, đều là lang hoàng cung bên trong lang hoàng, trong đó thình lình có cách đồ lang hoàng, còn có trước kia bắt mục phong giao lang hoàng. Cái này năm tên lang hoàng tức giận, linh thức trong nháy mắt phát hiện mục phong 10 người, người, thân hình phóng lên tận trời. Là ngươi, mục phong, tiểu tử, người không phải bị quang minh thánh giáo bắt đi sao? Cách đồ lang hoàng nhìn qua mục phong, con người co rụt lại, đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn tự nhiên nhớ kỹ nhận ra mục phong, mục phong thế nhưng là giết hắn nhất nhìn chúng hoàng tử, lúc trước còn bị vạn tượng thánh tông cường giả cứu đi. Sao lang hoàng nhìn qua mục phong, đồng dạng là chấn kinh, nhiều năm không thấy, ban đầu ở trong tay hắn không có sức phản kháng sâu kiến, bây giờ trở thành hoàng giả trở về. Cách đồ lang hoàng, giao lang hoàng, đã lâu không gặp, Bản tỏa đến cố ý đưa các người quy thiên Mục phong đạm mạc nhìn phía cách đồ lang hoàng bọn người Đôi mắt bên trong đều là lạnh lẽo phong mang Viêm hổ thần đôi mắt bên trong Cũng tất cả đều là sát cơ Cách đồ lang hoàng nhìn một cái mục phong mang tới người Phát hiện đều chỉ là thiên anh cảnh giới sơ kỳ hoàng giả Lập tức trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí Lạnh lùng nói Người dám giết vào nước đến Là đến tuyên chiến trả thù sao Người không sợ gây nên ta lang nhân tộc cùng vạn tượng tông đại chiến sao bây giờ mục phong thân phận khác biệt hắn cũng không thể nói giết liền giết kiêng kỵ phía sau vạn tượng thánh tông thế lực yên tâm ta chỉ là đại biểu cá nhân ta đến ta đã thoát ly vạn tượng tông ta làm ra hết thảy cùng tông môn không có quan hệ ngày trước thù hôm nay là nên tìm ngươi chấm dứt mục phong đạm mạc nói thoát ly vạn tượng tông cách đồ lang hoàng nghe vậy trong lòng vui mừng cười lạnh nói ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này mười mấy người cũng có thể diệt ta cách đồ lang quốc hắn bước ra một bước trong cơ thể đáng sợ ma nguyên lực phóng thích, xanh ra trời sắc ma nguyên lăn lộn, thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả uy áp phóng thích. Nói chung, một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, đồng thời đối đầu 10 tên thiên anh cảnh giới sơ kỳ hoàng giả cũng không sợ, rất huống chi hắn còn có mấy tên thủ hạ. Mục Phong mang tới 10 người, tu vi khí tức bất quá thiên anh cảnh giới sơ kỳ, hắn tự nhiên không sợ. Cách Đồ Lang hoàng 4 tên hoàng giả thuộc hạ cũng phóng xuất ra khí thế, một tên thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh. Thiên anh cảnh giới trung kỳ, còn có hai tên thiên anh cảnh giới sơ kỳ. Có thể hay không diệt, thử một lần liền biết, Viêm Hổ Thần, Mục Cuồng, Tử Dược, dược xuyên theo ta xuất chiến. Những người khác, bố trí kết giới, phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Mục Phong bình tĩnh nói, Viêm Hổ Thần bọn người đứng ra, khí thế tranh phong đối hướng về phía cách Đồ Lang Hoàng mấy tên thuộc hạ. Ha ha, chạy trốn, hôm nay cái kia trốn chính là bọn ngươi, đã ngươi đã thoát ly Vạn Tượng Tông, ta giết ngươi liền không có bất luận cái gì kiêm kỵ giết. Cách đồ lang hoàng cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo màu lam ma quang sát phạt hướng về phía mục phong. Hắn muốn trước một bước kích sát mục phong cái này làm chủ người. Mục phong bước ra một bước, trong cơ thể truyền đến ma thần gào thét thanh âm, tu la huyết mạch trong nháy mắt thức tỉnh, mục phong hình thể đại biến, trên đầu rách ra sinh ra huyết sắc sừng thú, phía sau huyết xí sinh ra, bao trùm máu vảy, giữa lông mày huyết văn hiển hiện, trong nháy mắt hóa thân tu la. Đồng thời khí thế của hắn cũng tại huyết mạch ra trì xuống gào thét, nguyên lực sôi trào, khí thế vào tới thiên anh cảnh giới trung kỳ. Chiến, Mục Phong cũng trực tiếp đối mặt cách đồ lang hoàng, viêm hổ thần bọn bốn người, cũng thẳng hướng cách đồ lang hoàng bốn tên thủ hạ, thác bà thanh hải bọn người áp trận. Cách đồ lang hoàng bước chân liền đạp hư không, ma nguyên lực lăn lộn, một chảo chụp giết mà xuống, ma nguyên lực ngưng tụ ra một đạo ngàn mét cự hình lang chảo ẩn chứa kinh người lực bộc phát, một chảo hướng mục phong chụp giết mà xuống. Thiên lang ma chảo, oanh, một chảo này chụp giết mà đến, không gian chấn động vỡ vụn, thiên anh cảnh giới hậu kỳ hoàng giả uy năng mở ra không thể nghi ngờ. Mục phong cầm trong tay cổ sát, cuồng bạo huyết nguyên lực biến thành huyết sắc phong bạo, ngừng tụ thành một đạo huyết sắc bạo phong kiếm trụ, ẩn chứa trong đó nhiều loại đáng sợ thông huyền chân ý, kiểu huyết sắc thông huyền ý càng là đã tu hành tăng lên tới cảnh giới đại thành. Có một đạo huyết liên tại, mục phong huyết đạo thông huyền ý tăng lên nhanh nhất. Oanh! Huyết sắc bạo phong kiếm trụ đánh vào kia kinh thiên ma lang chảo bên trên, hai cố cuồng bạo năng lượng xung kích đối bính, ma lang chảo đánh nát, bạo phong kiếm trụ cũng từng tấc từng tấc bạo tạc vỡ vụn. Làm sao có thể, cách đồ lang hoàng kinh hãi, một kích này, hắn toàn lực xuất thủ, không có nương tay, mục phong công kích vậy mà có thể chính diện ngăn cản hắn một kích. Theo sau trong tay hắn, lại tăng thêm một thanh hoàng khí, rõ ràng là một thanh năm thước màu lam ma đao. Chém, một đao vung ra chém thẳng mà xuống, đao quang giao thoa ở giữa biến thành mấy trăm đạo đao mang xé rách mà đến, bao phủ hướng về phía mục phong thần khu. Kiếm kinh huyết lôi hồng. Mục phong một kiếm ra, khoái chi chân ý dung nhập kiếm chiêu bên trong, trong nháy mắt đâm ra gần ngàn đạo kiếm quang, trực tiếp đem đao mang xé rách. Bất quá lúc này, cách đồ lang hoàng gào thét, thân thể hóa thành trăm trượng lang nhân, trong miệng thốt ra một đạo ma nguyên cột sáng động giết mà đến, đạo này ma nguyên cột sáng chỉ có một mét đường kính, xuyên qua ngàn mét hư không, chỗ qua không gian đều vỡ vụn ra khe hở, có thể thấy được một kích này bên trong ẩn chứa uy lực mạnh, là một môn tu luyện tới thiên anh cảnh giới viên mãn thượng phẩm thần thông. Một kích này, Đến mức như thế nhanh chóng, mục phong không kịp ra chiêu ngăn cản, chỉ có thể bị động phòng ngự, bên ngoài thân kim giáp thiên cương hiển hiện, lôi hoàng phòng ngự khí kinh hộ thể. Oanh, ma hồng động giết oanh mở phòng ngự khí kinh, xung kích tại mục phong kim giáp thiên cương trên khải giáp. Giang giác, kim giáp thiên cương đều bị đánh trúng vỡ vụn, có thể thấy được một thức này thần thông uy lực mạnh, trực tiếp đánh vào mục phong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1553, lang hoàng vẫn diệt. Bành, mục phong thân thể trực tiếp bị đánh bay nghiêng đánh tới phía dưới đại địa, hung hăng đánh vào phía dưới lang đô bên trong, oanh ra một cái hố to. Chém, cách đồ lang hoàng theo sau một đao lại đánh xuống, biến thành mấy trăm đạo đao quang bổ về phía phía dưới đại địa, mục phong rơi xuống dưới địa phương. Âm ầm vùng này đều bị đao khí bao trùm, đại địa xé rách ra từng đạo lỗ hồng, cho bụi nổi lên bốn phía. Ha 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 ha, tiểu tử, cho dù thực lực ngươi không tệ, bất quá làm sao, ngươi cùng bản hoàng tranh lệch vẫn còn quá lớn. Cách đồ lang hoàng nhìn qua phía dưới dạn nứt đại địa cười lạnh. Thật sao, bất quá, hắn vừa dứt lời xong, một thân ảnh liền theo phía dưới cho bụi bao trùm khu vực đi ra. Cái gì, tiểu tử này vậy mà không có chết. Cách đồ lang hoàng sửng sốt nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong có một tia không dám tin. Chỉ gặp mục phong lồng ngực vị trí, máu me đầm đìa, máu vảy vỡ vụn, bất quá, một kích kia không có đánh vào mục phong nhục thể. Tựa như viễn cổ ma thần thanh niên đi ra, một đầu huyết phát phi dương, nhìn qua cách đồ lang hoàng, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Một kích kia uy lực không tệ, so gãi ngứa ngứa mạnh hơn một chút. Mục phong nghĩa mai nói, tiểu xúc sinh, cách đồ lang hoàng tức giận đến răng nhanh cắn chặt, theo sau giết lên một tiếng, sách đao lại giết mà lên, một đao bổ ra, mà nguyên lực theo trong đao phóng thích, hóa thành ngàn mét đao quang sát phạt mà tới. Mục phong trong cơ thể, Ba thành huyết nguyên lực thiêu đốt, trực tiếp biến thành một cỗ hùng hậu huyết sắc kiếm khí tràn vào trong kiếm. Oanh, cổ sát kiếm bên trong phun ra nuốt vào trăm trượng kiếm quang, mục phong một kiếm bổ ra, một đạo ngàn mét kiếm mang theo trong kiếm phóng thích, biến thành một đạo thiêu đốt huyết hỏa kiếm mang, tựa như thiên ngoại trường hồng. Phi hồng, một kiếm này bổ vào đối phương đao mang bên trên, hai cỗ đao kiếm chi khí đối bính, trong hư không cuốn lên đao kiếm phong bạo. Lại đến, cách Đồ Lang hoàng gào thét, trong miệng ma hồng ngưng tụ lần nữa oanh sát hướng về phía mục phong, lần này mục tiêu là mục phong đầu lâu. Mục phong đôi mắt bên trong huyết quang chấp động, trong cơ thể một cỗ cường đại kiếm khí phóng thích mà ra. Chỉ gặp hắn trong cơ thể, một cái lượn lờ phù chú huyết sắc kiếm hoàn tại trong đan điền phóng xuất ra một cỗ đáng sợ huyết kiếm khí. Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này tuôn ra nơi tay trưởng, ngưng tụ thành một thanh chỉ có dài một trượng kiếm mang màu đỏ ngòm, trong kiếm mang lại là ẩn chứa đáng sợ uy năng, mục phong một thân nguyên lực, một nửa hội tụ một kiếm này bên trong thần thông, tu la huyết kiếm, mục phong tay khống kiếm mang, hóa thành một đạo huyết hồng bắn ra. Trượng dài kiếm mang bên trong, lại là một nháy mắt phóng xuất ra ngàn mét huyết sắc kiếm hoa, một nháy mắt tại thiên địa xé rách ra một cái miệng máu, ẩn chứa một cỗ kinh người huyết sát chi khí. Oanh, một kiếm này bổ vào đối phương ma hồng bên trên, tu la huyết kiếm vậy mà như cùng ở tại bổ một gốc cây trúc, trực tiếp đem ma hồng chém thành hai khúc ninh tiếp. Xoẹt xẹt một tiếng, đạo này kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp xé rách ma hồng, bổ vào cách Đồ Lang Hoàng thân thể. Cách Đồ Lang Hoàng phòng ngự đều bị dự uy bổ ra, có thể thấy được một kiếm này uy lực. Phốc phốc, a, à, cách Đồ Lang Hoàng kêu thảm, thân thể bị một kiếm đánh bay, trăm trượng thân thể xé rách ra một đạo dài mấy chục thước vệt máu, máu me đầm đìa. Thần thông, Trần Huyễn phát nhãn, Mục phong lúc này nắm lấy cơ hội bay lên, trong hai con người phóng xuất ra cường đại linh hồn huyễn lực tràn vào cách Đồ Lang Hoàng linh hải bên trong, tại thụ thương yếu kém thời kỳ công kích linh hồn cách đồ lang hoàng linh hồn trong nháy mắt chuyển đến một cỗ hôn mê chi ý, trong nháy mắt đã mất đi ý thức mắt tối sầm lại. Bất quá, hắn rất nhanh tránh thoát huyễn thuật, thế nhưng là lúc này, mục phong một quyền mang theo ngập trời kim sắc hỏa diễm, đã theo gần đánh tới. Thần thông, hỏa diễm liên hoa, một quyền này oanh sát mà ra, trong hư không nở rộ ngàn mét hỏa liên hoa, cực nóng quyền kình đánh vào cách đồ lang hoàng thân thể. Bành, một quyền này đối cứng tại cách đồ lang hoàng thân thể, lang hoàng kêu thảm, trong cơ thể xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu, kia cực nóng quyền kình tràn vào trong cơ thể, hắn thân thể bốc cháy lên kim ly huyết hỏa, rú thảm ở giữa theo hư không đánh xuống, ném xuống đất. Bạch, theo sau, lại một đường trăm mét kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đâm vào thân thể của hắn, cắm vào bộ ngực của hắn. A, à, cách Đồ Lam Hoàng kêu thảm, bị kiếm mang binh giết trên mặt đất. Mục Phong rơi vào cách Đồ lang Hoàng trước người, đồng dạng thân thể khổng lồ, dẫn theo kiếm, khoác lên cách Đồ Lam Hoàng đầu lâu bên trên làm sao có thể, ta đường đường thiên anh hậu kỳ tuyệt thế hoàng giả, làm sao có thể thua với ngươi. Cách đồ lang hoàng còn không nguyện ý tin tưởng giận dữ hết. Thế giới này vốn là không công bằng, người không tin sự tình còn có quá nhiều. Mục phong từ tốn nói, a à, mà lúc này, nơi xa cũng truyền tới một tiếng hét thảm âm thanh, kia giao lang hoàng trực tiếp biến thành hỏa nhân, bị viêm hổ thần công kích đánh trúng, thân thể ở trong biển lửa hóa thành bụi kinh. Bên kia, còn có một người kêu rên, tại dược xuyên huyễn trướng thiên độc phía dưới trực tiếp biến thành thịt nhão, ăn mòn thành khói độc. Chỉ có bạch tử dược, mục cuồng, còn tại cùng hai tên thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả chiến đấu, bất quá cũng ở trên phong. Mục phong một kiếm đánh xuống cách đồ lang hoàng đầu lâu, to lớn đầu lâu lăn xuống. Bành, bất quá một đạo nguyên quang phá vỡ nhục thể bay ra, đúng là hắn thiên anh. Cách đồ lang hoàng thiên anh hoảng sợ mà chạy, trốn được sao, bắc minh thiên hàn kinh, áp trận thác bà thanh hải cười lạnh, bước ra một bước, đáng sợ bắc minh thiên hàn khí quét sạch mà ra hư không trong nháy mắt đóng băng một mảnh màu lam thiên băng kết giới bao phủ hư không phong tỏa phương này hư không cách đồ lang hoàng kinh hãi quay người nhìn qua mục phong giận dữ hết mục phong người dám giết ta tất nhiên nhấc lên người lang tộc đại chiến lăng vân nuốt mục phong thản nhiên nói lăng vân thét dài mở ra miệng lớn thôn vệ mà đi trực tiếp đem cách đồ lang hoàng thiên anh hút hướng về phía trong miệng của hắn không cách đồ lang hoàng kêu thảm trực tiếp bị Lăng Vân nuốt vào trong cơ thể, luyện hóa thiên anh. Mục Phong nhìn phía một chỗ khác hư không, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược còn tại cùng đối thủ chiến đấu. Kia hai tên lang hoàng tu vi không tệ, Bạch Tử Dược đối thủ càng là thiên anh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Suốt cục, Mục Cuồng không kiên nhẫn, bộc phát long tượng chi lực, cường thế oanh sát đối thủ, thiên anh tinh huyết bị Mục Phong thu thập. Kia một thức tu la huyết kiếm vô cùng tiêu hao cường giả tinh huyết, Mục Phong trước đó dùng hơn 30 giọt thiên anh tinh huyết, cũng bất quá mới tu luyện đến thiên anh cảnh giới thần thông cảnh giới đại thành. Kim thần kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất thuật, bạch tử dược rốt cục cũng lực bộc phát trước mắt hắn mạnh nhất thần thông, một thân kiếm nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, dung hợp đoạn thương linh kiếm, tinh khí thần đều dung nhập một kiếm này bên trong. Linh kiếm nhập thể, người khác trong cơ thể bộc phát ra kiếm khí, cả người hắn biến thành một đạo kinh thế kiếm hồng sát phạt mà ra, trong nháy mắt xẹt qua ngàn mét hư không. Phốc phốc, cái này lang hoàng phòng ngự bị trong nháy mắt vạch phá, thân thể trực tiếp bị phanh thây thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe trời cao. Kia thiên anh muốn chạy trốn, bị bạch tử dược một đạo kiếm khí đánh nổ. Năm vị lang hoàng, toàn bộ ngã xuống, ta hoàng, lang đồ bên trong, vô số lang nhân nhìn qua bọn hắn hoàng giả toàn bộ ngã xuống, gào lên đau xót lên tiếng, từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn phía mục phong bọn người. Càng có vô số lang quốc chiến sĩ gào thét, vậy mà hung hãn không sợ chết hai tròng mắt đỏ thẳng hướng mục phong bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1554, vật cạnh thiên trạch. Vô số lang nhân chiến sĩ gào thét đánh tới, cũng mặc kệ địch vẫn là không địch lại, các loại nguyên kỹ hướng mục phong bọn người đánh tung mà đến, năng lượng cuồn cuộn, cũng là có một phen uy thế. Sâu kiến đồng dạng, mục phong một cỗ hùng hậu huyết nguyên lực gào thét mà ra, nghiền ép hướng về phía những này oanh tới nguyên kỹ, trực tiếp đem những công kích này chấn vỡ. Theo sau hắn một cỗ huyết sắc thông huyền ý, hóa thành huyết sắc hỏa diếm quét sạch mà ra bao phủ phương viên mười giảm hư không tràn vào vô số lang nhân trong cơ thể thập bội huyết nghịch mục phong một tiếng quát nhẹ theo sau lấy cái này bị bao phủ lang nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi trong nháy mắt không bị khống chế đi ngược dòng nước từng cái thân thể đỏ lên va chạm a à, một tên lang nhân kêu thảm trong cơ thể máu là kinh mạch bành trướng theo sau bịch một tiếng bạo tạc thành một đoàn huyết phụ thiêu đốt thành huyết khí bành 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 bị khống chế hơn vạn lang nhân thân thể toàn bộ bạo tạc vỡ vụn, bầu trời đều bị nhuộm đỏ, theo sau bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, tựa như một mảnh huyết sắc biển lửa. Tu La thần ngọc bay ra, điên cuồng hấp thu những này huyết khí. Chiến phong mười hoàng cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc, trên bầu trời đều là một mảnh kêu rên. Mục cuồng một quyền oanh sát ra, mấy cây số hư không đều bị quyền kình tràn ngập, bị liên lụy lang nhân trực tiếp bị quyền kình oanh sát bạo thể mà chết. Bạch tử dược một kiếm cắm vào hư không, kim sắc kiếm khí quét sạch bát phương, biến thành một mảnh kiếm cung quét sạch mà ra, bị cắt chém qua người trực tiếp bị phanh thây hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không. Viêm hổ thần kim ly huyết hỏa tu luyện đến cực hạn, đáng sợ phần lực quét sạch hư không, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa vực, mấy ngàn lang nhân kêu thảm kêu rên, tại kim sắc hỏa vực bên trong thiêu đốt, theo sau biến thành cho tàn, huyết khí tuôn ra vào trong thân thể hắn bị hấp thu. Dược xuyên xương độc bao phủ một phương, bao phủ tại trong làn khói độc lang nhân chiến sĩ kêu thảm, từng cái bị ăn mòn nhục thể, trực tiếp biến thành xâm nhiên bảy cốt rơi xuống giữa không trung, độc nguyên lực kinh người. Thác bà Thanh Hải một thức thần thông vạn dặm băng phong ấn oanh sát mà ra, ngàn trượng băng ấn bộc phát đáng sợ hàn khí, 10 cây số phạm vi bên trong lang nhân trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu vẫn lạc. Chiến phong 10 hoàng tại trong đại quân điên cuồng giết chóc, căn bản không người nào có thể ngăn cản, hơn trăm vạn lang nhân chiến sĩ đại quân bị giết đến quỷ khóc sói gào, thi thể như là trời mưa, không ngừng theo trên bầu trời rơi xuống. Một ngày này, cách đồ lang đô hoàng cung, thành một mảnh núi thây biển máu. Mà cách đồ lang đồ bên trong cái khác thế lực lang nhân cũng hội tụ đánh tới, gần ngàn vạn lang nhân răng đầy hư không, tựa như con kiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng mục phong bọn người, căn bản không e ngại tử vong, hung tính che mất lý trí. Quá nhiều lang nhân đánh tới, mục phong đều nhanh giết đến nương tay, hắn thể đều lôi đình nguyên lực toàn bộ quét sạch mà ra, bao trùm trăm dặm hư không, phạm vi trăm dặm đều nhanh biến thành một mảnh lôi tràng. Vô số cuồng bạo sức mạnh sấm sét tụ đến, tạo thành lôi đình kết giới, cơ hồ bao trùm hơn trăm vạn lang nhân chiến sĩ, theo sau vạn lôi phun trào, từng đạo thiểm điện tựa như tử xà cuồng vũ oanh sát răng đầy bầu trời. Bành, 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 vô số lang nhân kêu thảm, tại cái này lôi đình oanh kích xuống biến thành cho tàn, vô số huyết khí thiêu đốt, điên cuồng tràn vào mục phong trong cơ thể. Lôi ngục không ngừng oanh sát, mỗi một giây đều nắm chắc ngàn, hơn vạn lang nhân vẫn lạc, rốt cục, lôi ngục kéo dài mấy chục giây thời gian, mục phong vạn kiếp lôi nguyên hao hết, mà bị bao phủ trăm vạn lang nhân chiến sĩ cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại mấy ngàn người lẻ loi chơi trọi tại hư không, từng cái trên mặt đều hiện lên ra hoảng sợ, trăm vạn người, cứ như vậy vẫn lạc. Đang nhìn hướng về phía kia một đạo tựa như lôi thần thân ảnh, bọn hắn rốt cuộc sợ. Giết, mục phong gào thét, vạn kiếp lôi nguyên tiêu hao sạch sẽ, lại sử dụng huyết nguyên lực giết vào đám người, mỗi một kiếm sát phạt mà ra, kiếm quang đều muốn mang theo mấy trăm đầu sinh mệnh. 11 tên thiên anh cảnh giới cường giả bị dìm ngập tại lang nhân chiến sĩ trong bể người. Thiên anh cảnh giới trung kỳ, phá. Mà lúc này, mục phong gầm lên giận dữ, trong cơ thể tu la huyết anh bên trong khí thế trong nháy mắt mấy lần mà chướng huyết anh bên trong lại mở ra 18 đầu thiên anh mạch lạc, hết thảy 36 đầu thiên anh mạch lạc, tu vi trong nháy mắt đột phá đến thiên anh cảnh giới trung kỳ. Mục phong, rút lui đi, quá nhiều người, chúng ta nguyên lực không nhiều lắm. Lúc này thác bà Thanh Hải hét lớn lang nhân tộc chiến sĩ quá nhiều, quá điên cuồng, nếu là một mực tiêu hao xuống dưới nguyên lực hao hết, thật là có khả năng bị mài chết, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi đâu. Rút lui, mục phong gầm nhẹ, theo sau huyết nguyên lực ngưng tụ thành bạo phong kiếm trụ, một kiếm sát phạt mà ra, bạo phong kiếm trụ oanh sát phạt người, trực tiếp tại hư không trong biển người giết ra một đường máu. Bạch, 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 mục phong bọn người theo lỗ hồng bạo sát mà ra, thoát ly chiến trường, thân hình trốn đi thật xa. Bọn lang nhân gào thét đuổi một hồi, bất quá hiển nhiên đuổi không kịp ngục phong bọn hắn, chỉ có thể nhìn qua bọn hắn thoát đi. Một ngày này, máu nhuộm lang đô, không xuống 300 vạn lang nhân chiến sĩ tử thương trong trận chiến này. Mà lang hoàng cung bên trong năm vị lang hoàng vẫn lạc, cách đồ lang quốc, cơ hồ có thể nói nguyên khí đại thương, tương lai tất nhiên là vô số bộ lạc tranh quyền dung chuyển. Mà cách đồ lang quốc bên trong một tòa thành lớn, lang nha thành bên trong. Cái này một tòa thành bên trong, có hơn trăm vạn lang nhân. Một ngày này, một mảng lớn huyết vân quét sạch hướng về phía lang nha thành kia rõ ràng là từng đạo sinh trưởng huyết sắc cánh thân ảnh trực tiếp thẳng hướng lang nha thành trời ạ à, vậy vậy là cái gì lang nha thành bên trên có lang nhân kinh hãi nhìn qua số lớn bay tới dị tộc thân ảnh những người này hiển nhiên không phải nhân tộc không tốt địch tập có lang nhân gào thét tiếng cảnh báo quanh quẩn trong thành thiên phách phía dưới tộc nhân kết tu la chiến trận giết mạc tam lang quá to lập tức chín thành tu la chiến sĩ trăm người một tổ, kết thành mấy trăm vị cao hơn 10 trượng lớn tu la chiến linh, mỗi một vị đều có thiên phách cảnh giới đỉnh phong khí thế. Mà mấy ngàn thiên phách tu la vương trực tiếp sát nhập vào trong thành. Lang nhà thành bên trong, có 30 vạn lang nhân chiến sĩ gào thét thẳng hướng tu la chiến sĩ. Mà tu la tộc trên trăm hoàng giả gào thét, đáng sợ huyết nguyên lực quét sạch nhiên ép hư không, xung kích tới lang nhân chiến sĩ trong nháy mắt có mấy vạn người bị oanh sát. Trăm hoàng cầm đầu, mang theo 7 vạn tu la giết vào 30 vạn đại quân bên trong, lại là giết đến lang nhân tộc đại quân quân lính tan giã. Mà phổ thông bọn lang nhân cũng đào thét gia nhập chiến đấu, bất quá chiến cuộc tự nhiên cũng là một bên đến trạng thái. Lang nhân là trời sinh chiến sĩ, mà tu la càng là trong vũ trụ nổi danh chiến đấu chủng tộc, làm hai cái này giống loài đối bính cùng một chỗ, chiến đấu càng là không chết không thôi cục diệt. Bất quá hiển nhiên, tu la tộc thiên phú chiến đấu, lực lượng, huyết mạch mạnh hơn lang nhân quá nhiều bất quá nửa canh giờ không đến tòa này lang nhân bên trong tòa thành lớn đã là thây ngang khắp đồng hơn trăm vạn lang nhân bị đổ thành mà diệt máu chảy thành sông mà trong thi thể huyết khí có thể bị hấp thu bị hấp thu không thể hấp thu thi thể được thu vào càn khôn giới chỉ muốn dẫn về huyết phong thành sau một canh giờ bảy vạn tu la rút lui mà lang nha thành đã trở thành một tòa cô thành trong thành trống rỗng một cái lang nhân đều không có tàn phá bị chiến đấu hủy diệt xây dựng cùng khắp nơi trên đất máu tươi, nói nơi này đã từng phát sinh qua huyết tinh chiến đấu. Trùng tộc chiến đấu, không có chính nghĩa cùng tả ác, chỉ có riêng phần mình sinh tồn lợi tức, cường tộc sinh, tộc yếu diệt vong, đây là vật cạnh thiên trạch tự nhiên pháp tác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1555, Kinh Người Treo Thưởng Cách đồ lang quốc trong chính quyền tâm lang hoàng cung bị diệt về sau, việc này rất nhanh truyền bá ra ngoài, tại 12 lang quốc bên trong đều đưa tới chấn động không nhỏ. Cách đồ lang quốc mặc dù là 12 lang quốc Trung Quốc lực yếu nhược một nước, bất quá cuối cùng không phải phổ thông lang nhân bộ lạc có thể so sánh. Cường đại nhất lang quốc, Kim Nguyệt lang quốc, Kim Nguyệt lang cung bên trong. Kim Nguyệt lang hoàng ngồi tại hoàng vị, sắc mặt có chút âm trầm. Cách đồ lang hoàng bị giết, bọn hắn đã được đến tin tức, hơn nữa là bị người nào giết, bọn hắn đồng dạng điều tra ra. Việc này các người thấy thế nào? Tình báo nói, cách đồ lang hoàng, là bị mục phong giết chết kim nguyệt lang hoàng sắc mặt âm trầm nói bệ hạ việc này hoàn toàn chính xác có rất lớn kỳ quặc một tên lang hoàng đại thần nói Ngày trước mục phong bị quang minh thánh giáo mang đi là chúng ta tận mắt nhìn thấy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở cách đồ lang quốc diệt sát cách đồ lang hoàng hắn là thế nào chạy ra quang minh thánh giáo mà quang minh thánh giáo thế nhưng là có tiên nhân chấn giữ nhân tộc đại giáo a người này nói sẽ có hay không có khả năng không phải mục phong là những người khác mạo danh mà làm, cũng có người nghi hoặc hỏi, cũng không khả năng, căn cứ tình báo của chúng ta người nói, người kia không phải nhân tộc, có thể hóa thân huyết xí răng nanh dị tộc, lại tinh thông lôi pháp, ngoại trừ mục phong thật sự là tìm không ra người khác. Cũng có người khẳng định hắn tình báo, bất kể nói thế nào, chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều, tất bệ hạ nếu là mục phong thật theo quang minh thánh giáo đào tẩu, bây giờ hắn vì sao lại như thế tứ không kiêng sợ tái xuất. Có phải hay không có cái gì át chủ bài? Còn có, hắn theo quang minh thánh giáo đào tẩu, quang minh thánh giáo vậy mà không có người lại trả thù hắn, cái này thực sự để cho người ta nghi hoặc, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Kim Nguyệt Lang Hoàng Mưu Thần, một tên người mặc bạch bào nam tử nói, người này tên Trương Hằng, vẫn là tên có được lang tộc huyết mạch nửa lang nhân. Hắn có thể theo quang minh thánh giáo trốn tới, liền đã nói rõ hắn còn có cái gì khó lường át chủ bài, việc này nhất định phải phái người đi phương Tây Đại Lục hảo hảo cha bên trên cha một cái, còn có, hắn diệt cách đồ lang hoàng, đây có phải hay không là tại hướng chúng ta kim nguyệt lang quốc khiêu khích đây này kim nguyệt lang hoàng lạnh lùng nói hẳn là sẽ không theo ta được biết cái này mục phong cùng cách đồ lang quốc bản thân có thù hắn vẫn là vạn tượng thánh tông khảo hạch đệ tử thời điểm giết cách đồ lang hoàng nhi tử còn đưa đến cách đồ lang hoàng nhấc lên một hồi chiến tranh mục phong bị chộp tới qua cách đồ lang hoàng cung bất quá về sau bị vạn tượng thánh tông người cứu đi bản thân hắn chính là cùng cách đồ lang hoàng có thù đây là hắn trả thù trương hằng còn nói thêm đúng là như thế mới khiến cho bản hoàng lo lắng a à, kẻ này tâm ngoan thủ lạt trả thù tâm nặng lúc trước chúng ta liên thủ cái khác thế lực bức bách hắn bị chộp tới quang minh thánh giáo hắn hướng nếu là hắn đắc trí tất nhiên sẽ không bỏ qua ta kim nguyệt lang quốc cho nên kẻ này giữ lại không được kim nguyệt lang hoàng đôi mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo nói bất quá hắn dù sao cũng là vạn tượng thánh tông người vạn tượng thánh tông có tiên nhân tỏa chấn chúng ta lại đi giết hắn sợ rằng sẽ gây nên tiên nhân lửa giận a à. có lang hoàng lo lắng nói ha ha, nếu như chỉ là muốn giết hắn một người, còn không đơn giản, chỉ là chúng ta chỉ sợ phải bỏ ra một khoản cái giá không nhỏ, bệ hạ, ngài hẳn phải biết đại lục ở bên trên đệ nhất sát thủ A. Trương Hằng đột nhiên cười nói, người nói là, sát thủ giới thiên thứ, Kim Nguyệt lang hoàng con người nhíu lại, trong nháy mắt nhớ tới một người. Một cái đại lục trong bóng tối hành tàu cường giả, thiên thứ thế nhưng là liền thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả đều ám sát thành công qua, đã từng càng là ám sát qua một lần thiên hàn thánh tông tiền nhiệm tông chủ thành công chúng ta tốn hao một chút tiền tài có thể mời hắn xuất thủ trương hằng cười nhạt nói chỉ là cái này thiên thứ giết qua quá nhiều người đắc tội vô số thế lực không người nào biết hắn ở nơi nào như thế nào tìm hắn kim nguyệt lang hoàng nhíu mày mặc dù không biết hắn ở nơi nào bất quá chúng ta đại khái có thể tại huyết bảng bên trên tuyên bố tiền truy nã đại lượng tiền truy nã ta không tin kia thiên thứ không biết không xuất thủ chỉ là như vậy vừa đến Mục Phong bị treo thưởng ám sát tin tức cũng rất có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn có đề phòng. Trương Hằng còn nói thêm: "Ha ha, như thế một ý kiến, bất quá, coi như thiên thứ không xuất thủ, cái khác thích khách nổi danh tất nhiên cũng sẽ tâm động, dù sao Mục Phong bất quá thiên anh cảnh giới sơ kỳ tu vi, có thể đòi mạng hắn thích khách nhiều, ta muốn nhường hắn qua không yên ổn." Kim Nguyệt Lang hoàng cười to nói: "Bất quá muốn mời được thiên anh cảnh giới thích khách đại năng cần chỉ sợ không phải phổ thông linh thạch đơn giản như vậy." bệ hạ, chúng ta chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Trương Hằng nói, hư, chỉ cần có thể diệt trừ cái này họa lớn, tốn hao một chút bảo vật tính là gì, nếu ai có thể giết mục phong, liền thưởng 100 triệu linh thạch, 10 cây kim lang linh thảo. Kim Nguyệt lang hoàng nói, Trương Hằng cùng cái khác lang hoàng cường giả nghe vậy tất cả giật mình, trong lòng bọn họ đều nóng rực lên. Bọn hắn cực nóng không phải kia 100 triệu linh thạch, mà là 10 cây kim lang linh thảo. Kim lang linh thảo, Kim Nguyệt Lang Quốc đặc hữu một loại lục giai linh dược, ẩn chứa minh mông tinh thuần linh khí, ngàn năm thành thục. Mà một gốc Kim Lang Linh Thảo, nhưng vì thiên anh cảnh giới cường giả cung cấp khoảng 50 năm tu hành năng lượng, thật to thu nhỏ thời gian tu hành. Mà 10 cây Kim Nguyệt Sói Thảo thì tương đương với 500 năm tả hữu tu hành năng lượng, chỉ sợ là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng sẽ động tâm đi. Mà Kim Nguyệt Sói Thảo, cho dù là Kim Nguyệt Lang cung bên trong tồn kho cũng là không nhiều, cái này 10 cây Kim Nguyệt Lang Linh Thảo đã có thể để cho vô số thiên anh cảnh giới cường giả động tâm. Trương Hằng, người đi chợ đen huyết bảng tuyên bố tiền truy nã A. Kim Nguyệt Lang Hoàng nói, rõ, Trương Hằng xác nhận lui ra, hắn đều có nhịn không được đi giết Mục Phong, cầm 10 cây Kim Nguyệt Lang Linh Thảo Tâm. Rất nhanh, đại lục chợ đen huyết bảng bên trên, một cái kinh người tiền truy nã truyền khắp đại lục ở bên trên sát thủ giới bên trong. Vạn tượng Thánh Tông, thời đại thiên kiêu bảng thủ Mục Phong, treo lên tiền thưởng huyết bảng đệ nhất nhân, kích sát người nhưng phải tiền thưởng 100 triệu linh thạch, 10 cây kim lang linh thảo. Cái tin này vừa ra, sát thủ giới thế nhưng là náo lật trời. Không vì cái gì khác, liền kia 10 cây kim lang linh thảo. Đây chính là thiên anh cảnh giới đại năng đều có thể tăng lên công lực tu vi lục giai đỉnh cấp linh dược, mà lại là 10 cây. Cái này nhưng không biết có thể tiết kiệm sơ lược bao nhiêu năm khổ tu tuế nguyệt, ai không động tâm. Nếu là thiên phách cảnh giới vương giả được, một gốc kim lang linh thảo, đủ để cho người tu vi theo thiên phách nhất trọng tiêu thăng đến thiên phách đỉnh phong. Đối với muốn ngưng tụ thiên anh thiên phách cảnh giới đỉnh phong thông huyền cường giả tới nói, đây cũng là chí mạng dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục sát thủ giới đều điên cuồng bắt đầu. Sát thủ giới cũng có quy củ, ban bố tiền truy nã, sát thủ thích khách sau khi hoàn thành không cung cấp treo thưởng chính là cùng toàn bộ sát thủ giới là địch, cho dù là một phương đỉnh cấp thế lực cũng không dám vì hẹn. 100 triệu linh thạch, 10 cây kim lang linh thảo, thủ bút thật lớn, ha ha, như thế thủ bút có thể cầm được ra 10 cây kim nguyệt linh thảo, chỉ sợ chỉ có kim nguyệt lang quốc đi. Cái nào đó trong tử quán, một tên uống rượu, người mặc rách dưới lão nhân tiếp thu truyền âm phù bên trong tin tức về sau cười lạnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1556, Chinh Phục Tám Châu Mục Phong, thời đại thiên kiêu bảng thủ, hắn không phải đã bị quang minh thánh giáo người bắt đi sao? Bây giờ lại treo thưởng giết hắn, chẳng lẽ lại hắn theo quang minh thánh giáo bên trong trốn ra được. Lão nhân tự lẩm bẩm, theo sau hắn lại cười lạnh thành tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên lạnh lẽo phong mang. Bất quá đây chính là 10 cây kim lang linh thảo, lão phu cũng là tâm động nữa nha. Lão nhân đang khi nói chuyện, trong tay hắn một cây chủy thủ chậm rãi theo trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, là một thanh dài hơn một thước đen nhánh chủy thủ, lượn lờ bất phàm khí văn. Nếu là có sát thủ giới người nhìn nói cây chủy thủ này nhất định sẽ sừng sốt, đây là sát thủ giới trên thiên bảng đệ nhị cường giả kiêu độc dùng bách độc giao găm, một kích thành công, không người có thể công việc. Tiểu nhị, tính tiền, lão nhân buông xuống mấy chục khối linh thạch trên bàn, thân hình biến mất tại trong tử quán. Giao các, bắc phương đại lục thiên hàn vực bên trong cực kỳ nổi danh một gian phong nguyệt nơi trốn, nơi này mỹ nhân, chẳng những tu vi không yếu, tài nghệ đầy đủ, chuyện phòng the kỹ nghệ càng là cao minh, là thiên hàn vực bên trong nổi danh thế lực, càng là một cái cự đại động tiêu tiền rất nhiều thiên phách cảnh giới vương giả mấy năm tích xúc cũng chỉ đủ ở chỗ này một đêm đêm xuân. Liên liên một chút thiên anh cảnh giới đại năng, cũng thường ẩn hiện nơi này. Trang trí xa hoa trong phòng mềm trên giường, một tên thanh niên bộ dáng nam tử, ngay tại một tên ngày thường xinh đẹp vô song nữ tử thân thể mềm mại bên trên mở gương khuếch trương thổ, trắng trận chinh chiến. Hồi lâu sau, một tiếng cao vút, nữ tử ôm nam tử, lặng lặng nằm tại trong ngực của hắn, đôi mắt đẹp tựa như một vũng xuân thủy, đều là thỏa mãn thanh niên ôm nữ tử, ngón tay tại chân mềm thân thể mềm mại bên trên nhẹ nhàng lướt qua, một cái tay cầm một khối truyền âm ngọc giản, đọc trong đó tin tức. Treo thưởng thời đại thiên kiêu mục phong, 10 cây kim lang linh thảo, 100 triệu linh thạch, thủ bút thật lớn. Thanh niên đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sửng sốt cùng cực nóng. Thiên ca ca, lại có nhiệm vụ sao? Cô gái trong ngực hừ nói, mị nhãn vô song, nàng này cũng không phải người bình thường, cũng là một tên thiên anh cảnh giới nữ hoàng cường giả, rõ ràng là cái này giao các nữ chủ nhân. Dạng gì tồn tại, vậy mà có thể nhường nàng tự mình hầu hạ. Ừm, có người tại thưởng kim bảng bên trên ban bố nhiệm vụ cùng tiền thưởng, ám sát thời đại thiên kiêu mục phong, tiền thưởng 100 triệu linh thạch, 10 cây kim lang linh thảo. Thanh niên cười nói, ngón tay không an phận tại một ít địa phương du tẩu. Nữ tử hơi thở như hoa lan, kinh ngạc nói, 10 cây kim lang linh thảo, thủ bút thật lớn, kim lang linh thảo chủ nơi sản sinh là kim nguyệt lang quốc, không phải là Kim Nguyệt Lang Quốc phát nhiệm vụ. Ha ha, chỉ sợ là, bất quá để cho ta kinh ngạc chính là cái kia Mục Phong không phải đã bị Quang Minh Thánh Giáo bắt đi sao, bây giờ lại treo thưởng giết hắn, hẳn là hắn trốn ra được. Thanh niên nói, trong đầu suy nghĩ lưu truyền, cái kia Mục Phong ta cũng có nghe thấy, là bây giờ đại lục nổi danh nhất thiên tài, đã có người giết hắn, chỉ sợ hắn là theo Quang Minh Thánh Giáo trốn ra được đi, bất quá có thể theo Quang Minh Thánh Giáo trong tay đào tẩu, tiểu tử này thực lực không thể khinh thường mà lại sau lưng của hắn còn có vạn tượng thánh tông, ngày trước vạn tượng tiên nhân đều ra mặt bảo đảm qua hắn. Kẻ này liên lụy to lớn, thiên ca ca, ngươi muốn nhập tay nhiệm vụ này cũng nên cẩn thận. nữ tử giọng dịu dàng nói, đem thanh niên đẩy ngã chủ động bắt đầu. Ha ha, đại tông tông chủ ta thiên thứ đều giết qua, thì sợ gì một cái mục phong? Bất quá người nói cũng không sai, tiểu tử này có thể theo quang minh thánh giáo trong tay chạy ra, tất nhiên có gì ghê gớm thủ đoạn. Giao nhi, ngươi phái người đi phương tây đại lục hảo hảo giúp ta nghe ngóng tình báo, cùng dò xét mục phong bây giờ hạ lạc nơi nào, cho ta phải 10 cây kim lang linh thảo, phần ngươi 5 cây, ta hai người tương lai cùng một chỗ thành tiên hỏi, tiêu giao khoái hoạt. Thanh niên cười nói, đào khách thành chủ, đem nữ tử đặt ở dưới thân. Khanh khách, ta chờ, nữ tử yêu kiều cười, đầy phòng xuân sắc, huyết phong thành bên trong, diệt cách đồ lang hoàng về sau. Mục Phong bọn người tự nhiên cũng trở về huyết phong thành. Mà Mục Phong, theo sau mang tới nhóm nhân thủ thứ nhất, trở về Chu Vũ Vương Triều. Chu Vũ Vương Triều Tám Châu, diện tích không nhỏ, bây giờ Chu Vũ đã là chứng tỏ thực phong, mà Mục Phong muốn đem cái này một khối thổ địa lợi dụng, sáng tạo ra một mảnh chính mình chân chính thế lực địa bàn. Mục Châu Thành bên trong, Thiên Phong Phủ, một thân áo bảo màu đen tuấn lang thanh niên, đang cùng một tên bạch bào nam tử tại Hà Đình bên trong đánh cờ. Mục cuồng buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Hà Đình bên cạnh, cửu công chúa cởi giày, để trần một đôi bàn chân nhỏ tại Hà trong ao dập dờn. Chu Vũ đã từng bị đại thương chiếm đoạt năm châu, ta đã cùng lục đệ thương nghỉ qua, hắn sẽ rút khỏi đại thương quân coi giữ giao ra. Thác bà Thanh Hải rơi xuống tái đi tử nói, ừm, um, cái này đến là làm phiền ngươi nhân tình. Mục Phong cười nói, trước kia Chu Vũ 18 xung quanh, Chu Vũ lạc mạc về sau, đại thương chiếm đoạt năm châu, còn có một cái vương triều, Bắc Yến cũng chiếm đoạt năm châu. Nếu không có người uy thế, đại thương hoàng thất cũng không biết thỏa hiệp, ta không có đến giúp gấp cái gì. Thác bà Thanh Hải cười nhạt, bất quá bắc yến chiếm đoạt nam châu chỉ sợ còn cần ngươi tự mình đi đi tới một lần bạch mà lúc này một đạo kiếm quang phá không mà đến biến thành một đạo bạch y thân ảnh rơi vào hà đình bên trong chính là bạch tử dược phong ca sư tôn ta bọn hắn đồng ý thanh châu kiếm minh nguyện ý thần phục thiên phong nhập vào vương triều bạch tử dược tới cười nói lúc trước hắn đi thanh châu hắn dù sao xuất thân thanh châu kiếm tông hắn đi nói tự nhiên phù hợp bạch tử dược trở về bái kiếm tông chỉ là lộ ra kiếm hoàng tu vi, thanh châu kiếm đạo thế lực chấn động, trực tiếp phụng bạch tử dược làm kiếm minh tổng chủ, hắn một câu, liền để thanh châu kiếm đạo thế lực thần phục thiên phong. Ha ha, tốt, tương lai ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mục phong cười nói, lúc này, lại có một đám thân ảnh phá không mà đến, chính là hách mỹ lệ cùng tử vân, còn có một đám tu la chiến sĩ. Tiểu phong phong, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, người muốn làm sao ban thưởng ta. Tiểu Mỹ lệ tới cười nói, a, u châu thái độ gì mục phong cười hỏi ha ha ngay từ đầu a à, những cái kia ma đạo thế lực còn không phục bất quá tiểu mỹ lệ tiện tay bóp chết hai cái ma tông tông chủ dọa đến những người kia a à từng cái tẻ ra quần cầu nhập ta thiên phong tử vân quận chúa cười nói hi hi những người kia cũng là tiện liền thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả đều không có mấy cái còn dám chống lại chúng ta thiên phong Tùy tiện nhường cái tu la đến liền có thể đem bọn hắn diệt tiểu mỹ lệ cười nói theo sau văn dũng Kiểm Lăng, Thạch Chính Hùng, những người này cũng đều nhao nhao chạy đến. Phong ca, Giang Châu giải quyết, Giang Châu các phương thế lực nguyện ý thần phục ta thiên phong. Ha ha, còn có Đông Châu, vừa mới bắt đầu còn không phục, chúng ta tùy tiện giết hai người, chấn nhiếp một phen, Đông Châu các đại gia tộc cùng thế lực liền không có người dám phản kháng. Chạy tới các huynh đệ nhao nhao báo cáo, bây giờ Chu Vũ, một cái thiên anh hoàng đều không có, bọn hắn xuất thủ đi giải quyết, tự nhiên dễ như trở bàn tay, người nào không phục, giết chính là, tu luyện giới vốn là không nói đạo lý, chỉ nói nắm đấm. Chu Vũ bây giờ có 8 châu, Mục Châu, Thanh Châu, Hoang Châu, U Châu, Trung Châu, Giang Châu, Đông Châu, Tấn Châu, cái này 8 châu bên trong tất cả thế lực, bây giờ đều đã công nhận thiên phong thế lực, có thống ngự chi năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1557, Lặng Yên ra tay. Ha ha, ta muốn tại mảnh này thổ địa bên trên, thành lập một cái chân chính vạn thế không nhổ cơ nghiệp. Mục Phong cười nói, thề chết cũng đi theo, Mục Phong sau lưng mạc tam lang bọn người Hồng Thanh nói. Thiếu chủ, Thiên Phong cùng đã tại Trung Châu Thành bên trong mở xây, dự tính một tháng có thể hoàn thành kiến tạo. Mạc tam lang theo sau còn nói thêm, ừm, um, hết thải theo lớp liền bộ tiến hành là được rồi. Mục Phong gật đầu, sư đệ, mà lúc này, một tên người mặc màu đỏ áo dài, cao quý mà xinh đẹp nữ tử tới. Khổng Yến tỷ, Mục Phong cười nói, bây giờ Khổng Yến cũng là càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người, càng có một cỗ cao quý lãnh diễm khí chất. Có người muốn xuống tay với ngươi, Khổng Yến ngưng trọng chút mặt nói, Mục Phong nhướng mày, hỏi chuyện gì xảy ra, sát thủ giới bên trong, ra một cái lịch sử cao nhất tiền truy nã, 100 triệu linh thạch, 10 cây lục giai đỉnh cấp linh dược kim lang linh thảo, muốn lấy một người tính mệnh, mà kia bị treo thưởng người, chính là ngươi. Khổng Yến nói, muốn nói Khổng Yến, tại đại lục sát thủ giới bên trong cũng không phải hạng người vô danh, bây giờ nàng càng là thiên bảng sát thủ bên trong xếp hạng thứ 8 cường giả, ngoại hiệu máu nghị. Nàng bồi dưỡng ám phong, cũng là sát thủ giới bên trong một cỗ nổi danh ám sát thế lực, sát thủ giới bên trong sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. A, à, 100 triệu linh thạch, 10 cây đỉnh cấp linh dược kim lang linh thảo. Mục phong nghe vậy đều là có chút sừng sốt, theo sau nói đùa, thủ bút thật lớn, dạng này khiến cho ta đều muốn giết chính mình. Ha ha, ai dám đến giết Phong ca, nhưng hắn đứng thẳng đến, chuyến lấy ra ngoài. Mục cuồng cười nói, kim lang linh thảo, đây là một loại sinh trưởng tại thiên lang ma nguyên đỉnh cấp linh dược, kim nguyệt lang quốc là chủ yếu nơi sinh ra, có thể cầm được ra 10 cây kim lang linh thảo, chỉ sợ là kim nguyệt lang quốc người. Thác bạt thanh hải nhíu mày nói, ha ha, bọn hắn kiên kỵ sau lưng ta có vạn tượng thánh tông tương trợ, không dám tới gióng chống khua chiêng giết ta, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Mục phong cười nhạt nói, tựa hồ lơ đánh, sư đệ không thể khinh thường sát thủ giới bên trong vẫn là có thật nhiều nhân vật cực kỳ lợi hại thiên anh cảnh giới sát thủ thích khách cũng là có sát thủ nhưng khác biệt bình thường cường giả mục đích đúng là giết người chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn không hạn chế dùng bất kỳ thủ đoạn nào từ giờ trở đi ta phải tùy thời theo bên mình bảo hộ ngươi an toàn khổng yến nhíu mày nói tại sát thủ giới bên trong có mấy cái thiên anh sát thủ thực lực càng là kinh người trong đó thiên bảng sát thủ bên trong đệ nhất sát thủ thiên thứ theo hắn suốt đạo đến nay, chưa từng có thất thủ qua, càng là ám sát qua thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh, mà lại thành công. Đã từng hắn còn ám sát qua thiên hàn thánh tông tiền nhiệm tông chủ, thành công, bị thiên hàn thánh tông truy sát, bất quá y nguyên sống được thật tốt. Còn có thiên bảng sát thủ thứ hai kiêu độc, người này là một tên dược độc sư, dùng độc thủ đoạn cao siêu, giết người vô hình, chết ở trong tay hắn thiên anh cảnh giới đại năng cũng không phải số ít, hung danh hiền hách. Nghe đồn hắn có một thanh đỉnh cấp linh khí, tên bách độc giao găm, chỉ cần bị cái này linh khí đâm trúng, người liền sẽ độc phát thân vong. Thiên bảng thứ ba tiêu liệt cũng là lợi hại, người này giỏi bố trí cạm bẫy, nghe nói là tên phù văn tông sư, sẽ rất nhiều lớn uy lực sát thương phù chú. Khổng Yến từng cái nói tới, nhưng Mục Phong không muốn phớt lờ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng có chút ngưng trọng, những sát thủ này bản sự còn quả thật đều bất phàm. Xem ra, chính mình thật đúng là không thể khinh thường, chính diện chiến đấu hắn xưa nay không sợ, bất quá liền sợ loại này trốn ở phía sau bắn lén. minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, khổng yến tỷ người tại thiên bảng sát thủ bên trên trước mắt xếp hàng thứ mấy. Bạch tử dược hỏi, ta hiện tại sắp xếp thứ 8, thiên bảng là theo sát thủ hoàn thành nhiệm vụ độ khó, xác suất thành công, cùng bản thân thực lực tu vi tổng hợp ước định. Khổng yến nói, ha ha, vậy ta hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm, một cái thiên bảng thứ 8 thích khách tiềm phục tại bên cạnh ta. Mục phong tay khoác lên khổng yến trên bờ vai nói đùa. Người người này, hừ, người có biết hay không hiện tại vấn đề nhiều nghiêm trọng. Khổng Yến gặp Mục Phong còn nói đùa, có chút tức giận. Toàn bộ sát thủ giới, hiện tại chỉ sợ đều đang ngó chừng ngươi, ngươi tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Khổng Yến cáu giận nói, yên tâm đi Khổng Yến tỷ, Phong ca có chúng ta bảo hộ lấy đâu, có thể xảy ra chuyện gì. Mục cuồng cười nói, ta biết chuyện nghiêm trọng, bất quá ngươi yên tâm đi, ta không biết chủ quan, đã bọn hắn muốn giết ta, liền để bọn hắn đến tốt, Ta Mục Phong cũng đúng lúc nhiều người trong thiên hạ đều biết, muốn giết ta, phải bỏ ra dạng gì đại giới. Mục Phong ôm khổng yến bả vai cười nói, vỗ vỗ đối phương bả vai. Mục huynh người bây giờ hoàn toàn chính xác cũng muốn làm tâm, dù sao, người thế nhưng là gánh chịu lấy chúng ta nhiều người như vậy mộng tưởng hy vọng người cầm lái, người nếu có cái gì sự tình, thuyền này coi như được lật ra. Thác bạt thanh hải nói, ừ, Mục Phong gật đầu, mà lúc này mấy thị nữ đưa ra thức ăn linh chân, bày ra tại đình vũ trên mặt bàn chúng nhân ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm chờ chút mà dược xuyên lại là đột nhiên nói thế nào đám người nghi hoặc nhìn phía dược xuyên đưa các nàng mấy cái bắt lại cho ta dược xuyên âm thanh lạnh lùng nói chỉ hướng mấy tên đưa bữa ăn thị nữ lập tức mấy tên tu la vệ lập tức đem cái này mấy tên nữ tử khống chế lên cái này mấy tên nữ tử đều là một mặt sợ hãi không biết làm sao dược xuyên thế nào mục phong nhíu mày hỏi phong ca cơm này đồ ăn cùng rượu chỉ sợ được lãng phí Dược Xuyên cười lạnh nói, trong tay hắn màu xanh biết nguyên lực tuôn ra, tràn vào trong thức ăn, rất nhanh, nguyên lực biến thành màu xanh đen. Có độc, đám người gặp một màn này biến sắc, độc này, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn độc chết một tên thiên anh hoàng giả. Dược Xuyên uống một chén rượu, trong miệng vậy mà phun ra một ngụm thanh màu đỏ ngọn lửa bừng bừng, hắn là không e ngại độc, trừ phi là có thể đem tiên đều hạ độc chết độc, không phải hắn đều có thể luyện hóa. Đám người nghe vậy sắc mặt trầm xuống, còn tốt có Dược Xuyên tại Bất quá, ở trước mặt ta dùng độc, loại thủ đoạn này cũng quá cho trẻ con cùng lạc hậu. Dược xuyên cười nói, xem ra, sát thủ giới đã bắt đầu tại động thủ, độc này nói không chính xác là kiêu độc làm. Khổng Yến sắc mặt âm trầm nói, độc dược luyện chế được thật là không tệ, loại độc này có thể dung nhập bất luận cái gì thức ăn trong rượu, người bình thường căn bản không phát hiện được, độc tính cũng rất mạnh. Dược xuyên hít hà trong bầu rượu rượu nói, nói, các ngươi người nào hạ độc. Bạch tử dược ngưng tụ lục đạo kiếm mang chỉ tại sáu tên thị nữ trên cổ. Sáu tên thị nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói oan uổng cùng không biết rõ tình hình. Nhập mộng, mục phong trong hai con ngươi tuôn ra đại lượng linh hồn chi lực, đánh vào sáu tên thị nữ trong đầu, theo sau dùng thôi miên huyễn thuật đặt câu hỏi. Người nào, sai xử các ngươi hạ độc, mục phong lạnh lùng hỏi, mà cái này sáu tên thị nữ đều là chết lặng lắc đầu, xem ra không biết. Mục phong thả sáu người, nói, một người khác hoàn toàn, Phong ca, không cần lo lắng, đây là ta dùng ta tinh huyết luyện chế bách giải đan, chỉ cần độc tính không có siêu việt thiên anh cảnh giới phạm vi, trong một tháng đều có thể phòng ngự, đến, các huynh đệ một người ăn một quả. Dược xuyên lấy ra một bình đan dược nói, đám người cũng liền bận bịu một người ăn một quả trước dự phòng bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1558, lấy thân làm mồi. Mập mạp, còn tốt người tại, mụ nội nó, bọn này sát thủ, làm sao hạ độc, dạng này làm tiếp về sau ăn cơm uống rượu đi ngủ chẳng phải là đều không được an ổn. Trước đó còn lòng tin tràn đầy mục cuồng cũng có chút hư, hắn thể tu đối thiên hình vạn trạng độc là không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Mục Phong cùng mọi người sắc mặt cũng có chút chìm, những sát thủ này, đích thật là không theo thông thường ra bài. Mấu chốt là, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không tốt phòng ngự. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Mục Phong, ta sẽ đích thân bảo hộ ta cũng sẽ phái thủ hạ ta tinh anh âm thầm bảo hộ mọi người. Khổng Yến nói, nàng trà trộn hắc ám thế giới nhiều năm, biết làm sao phòng ngự sát thủ ám sát. Như thế phòng ngựa xuống dưới, vĩnh viễn không cách nào theo trên căn bản giải quyết vấn đề, đã bọn hắn muốn giết ta mục phong, liền để bọn hắn đến tốt, sát thủ giới, ta muốn nhìn, cái này một chút sát thủ có phải thật vậy hay không không sợ chết. Mục phong lạnh lẽo nói, trong lòng hiển nhiên cũng bị khơi gợi lên lửa giận. Mục huynh, người muốn làm gì? Thác bạt thanh hải hỏi. Mục Phong hiển nhiên có tính toán của mình. Mạc Tam Ca, truyền bá tin tức xuống dưới, sau 10 ngày, ta chuẩn bị tại Trung Châu thành tổ chức nói tiệc rượu, mời Chu Vũ Vương Triều bên trong mỗi loại đại thế lực tham gia, phàm là tu sĩ, đều có thể đến Trung Châu tham gia giảng đạo tiệc rượu. Mục Phong đột nhiên nói như vậy nói. Tại Trung Châu Thành bắt đầu bài giảng nói tiệc rượu, Mạc Tam Lang chỗ nào có người đều sướng sờ. Mục Phong bây giờ tu vi, kia là thiên anh cảnh giới nhân tộc đại năng, đã là đại lục ở bên trên tu luyện giới bên trong tông sư cấp bậc nhân vật, tự nhiên có giảng đạo tư cách. Sư đệ, cứ như vậy, hành tung của ngươi chẳng phải bại lộ sao?" Khổng Yến kinh ngạc nói. "Không sai, đã bọn hắn muốn giết ta Mục Phong, ta cũng phải chuẩn bị cho bọn họ một phần tiệc, bằng vào ta làm mồi nhử, ta ngược lại muốn xem xem có thể câu được bao nhiêu cá lớn." Mục Phong cười lạnh nói, trong lòng đã có chính mình tính toán. "Ta đã hiểu." Ngươi là muốn hấp dẫn những sát thủ này đều đến Trung Châu Thành. Thác Bạt Thanh Hải nói, không sai, ta Mục Phong có thể luôn luôn không thích bị động. Mục Phong cười nói, ta minh bạch, ta lập tức đi Trung Châu Thành bố trí. Mạc Tam Lang cũng hiểu rõ nói, rất nhanh, tại thiên phong thế lực truyền bá xuống, một tin tức lập tức truyền khắp Trung Châu cùng cái khác mấy châu trong giới tu hành. Thời đại thiên kiêu bảng thủ, trẻ tuổi nhất nhân tộc thiên anh đại năng Mục Phong sẽ tại Trung Châu Thành bên trong giảng đạo tiệc rượu, tổ chức thịnh hội phàm là tu sĩ đều có thể đến tham gia. Tin tức này vừa ra, lập tức tại chu Vũ tu hành giới bên trong đưa tới chấn động to lớn. Cái gì, Mục Hoàng muốn tại Trung Châu thành tổ chức giảng đạo tiệt rượu, ha ha, cái này cũng không thể bỏ lỡ, thiên anh đại năng giảng đạo tiệt rượu, chúng ta chu vũ vương triều tu luyện giới bên trong bao nhiêu năm không có tổ chức qua. Đúng vậy a à, đến theo chu vũ vương tộc diệt phong về sau, chúng ta chu vũ đại địa bên trên liền không có xuất hiện qua thiên anh cảnh giới đại năng giảng đạo. Mục Phong sinh gắn liền với thời gian thay mặt thiên kiêu, chúng ta chu vũ kiêu ngạo, lại là đại lục trẻ tuổi nhất hoàng giả, hắn giảng đạo tiệc rượu nhất định phải đi tham gia, nhất định có thể học tập lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Ha ha, đại năng giảng đạo, đây chính là đại hảo sự, ta nhất định phải đi tham gia. Nghe nói Mục Hoàng tinh thông kiếm đạo, lôi pháp, vừa vặn, ta cái này lôi ý phương diện có thật nhiều nghi hoặc không thông, cái này giảng đạo tiệt rượu có lẽ là một cái cơ duyên. Mục Phong muốn tổ chức giảng đạo tiệt rượu sự tình một truyền gia, Chú Vô Tu luyện giới trực tiếp là chấn động, Mục Phong thế nhưng là đại lục nghe tiếng nhân vật, thời đại thiên kiêu bảng thủ, trẻ tuổi nhất hoàng giả đại năng, nhân vật như vậy vốn là gánh vác rất nhiều sắc thái truyền kỳ, rất nhiều người không vì kia giảng đạo nội dung đối chính mình có hữu dụng hay không, chỉ là Mục Phong tên tuổi, rất nhiều người liền muốn đến thấy Mục Phong phong thái. Về phần tám châu những cái kia đại thế lực, từng cái càng là vội vàng hội tụ chạy về Trung Châu thành, Mục Phong dã tâm bọn hắn cũng đã biết, ai dám không cho mặt mũi của hắn. Mà tin tức này, đồng dạng là tại sát thủ giới bên trong truyền gia, Mục Phong tại Trung Châu Thành. Được rồi, tin tức này, cũng như một khối bánh gato dẫn tới sát thủ giới bên trong vô số con ruồi chạy đến Trung Châu Thành. Mà an tĩnh Trung Châu Thành, ngắn ngủi mấy ngày liền trở nên vô cùng náo nhiệt lên, tám châu tu sĩ số lớn số lớn theo bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ tại Trung Châu Thành, chờ đợi Mục Phong giảng đạo tiệc rượu bắt đầu. Mà mỗi loại đại tử điếm, nhà trọ sinh ý nhóm cũng là bạo mãn. Thiên phong phủ, cũng tại trung châu thành khu vực trung tâm vị trí bắt đầu bố trí giảng đạo tiệc rượu nơi trốn ấn cắm nhân thủ cái này mục phong còn có hai điểm bản sự hắn là thế nào trốn qua lão phu độc chết cái nào đó trong khách sạn một tên người mặc miếng vá quần áo lão nhân nhíu mày tại trước người hắn quỳ một tên dáng người mập mạp nam tử cái này nam tử chính là mục phong phủ thượng đầu bếp cũng là bị hắn khống chế tại trong thức ăn hạ độc bất quá hạ độc về sau hắn liền không có dám ở tại thiên phong phủ đại nhân mục phong bên người cũng có một tên rất lợi hại độc sư người kia gọi dược xuyên theo thị nữ nói chính là hắn đo ra độc cái này đầu bếp béo run rẩy thanh âm nói dược xuyên có ý tứ có thời gian còn muốn chiếu cố hắn bất quá người hạ độc thất bại thân phận hôm nay lại bại lộ ta trước đưa ngươi rời đi a à. lão nhân cười lạnh kia đầu bếp béo nghe vậy biến sắc đang muốn nói cái gì thế nhưng là kiêu độc trong tay áo một đạo hồng quang bắn ra một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ nhện xuất hiện ở người này trên cổ Cắn một cái xuống dưới. A, à, cái này linh hải cảnh giới tu vi đầu bếp một tiếng hét thảm, một cỗ đáng sợ hỏa độc tràn vào hắn trong cơ thể, hắn thân thể trong nháy mắt thiêu đốt độc hỏa, một hơi ở giữa, nhân hóa vì màu đen cho tàn. Mục Phong, hy vọng ngươi có thể sống đến ngươi tổ chức giảng đạo tiệc rượu ngày đó. Kiêu độc âm lãnh cười nói, mà kia hỏa độc chu biến thành một đạo lưu quang bay ra ngoài cửa sổ. Mục Phong phủ đệ, tin tức đã truyền bá ra ngoài tốt mấy ngày, còn có hai ngày chính là giảng đạo tiệc rượu tổ chức ngày mà một ngày này mục phong ngồi tại gian phòng của mình bên trong khổng yến cũng tại mục phong bên cạnh tản ra một cỗ xương máu lượn lờ bao phủ tại trong phòng nàng thật đúng là theo bên mình bảo hộ mục phong nguyệt nhi giúp ta một chút sức lực mục phong nói hy nguyệt một cỗ nguyên thần chi lực tuôn hướng mục phong linh hải tuôn hướng mục phong trong linh hồn mục phong hai con người bên trong tinh quang chợt lẽ một cỗ đáng sợ linh hồn lực theo linh hải bên trong tản ra quét sạch hướng về phía bát phương hướng toàn bộ trung châu thành phủ tới một cây số hai cây số ba cây số linh thức bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn vậy mà bao phủ toàn bộ trung châu phạm vi ngàn dặm phạm vi đây là khái niệm gì linh thức có thể bao trùm như thế lớn mục phong bây giờ tu vi linh thức chỉ có thể bao trùm lên phạm vi trăm dặm mượn nguyệt nhi một bộ phận nguyên thần chi lực linh thức nhẹ nhõm bao trùm hơn ngàn cây số nguyệt nhi linh hồn lực mạnh thậm chí siêu việt kiếp tiên thiên anh cảnh giới cường giả bị dò xét cũng vô pháp cảm ứng mà toàn bộ trung châu thành ước vạn sinh linh đều tại mục phong linh thức bao trùm phía dưới. Tại hắn linh thức bên trong, tu sĩ tựa như từng cái nguyên quang hạt đồng dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1559, Kiêu độc quỷ anh. Chúng sinh toàn bộ xuất hiện ở trong óc, tựa như một mảnh biển ánh sáng. Chỉ có nguyên đan cảnh giới, kia đến ngưng cương cảnh giới người, quang mang yếu ớt được như là hạt gạo chi quang linh hải cảnh giới nguyên tông có chút thu hút, mà thiên phách cảnh giới cường giả, liền dễ thấy rất nhiều, tựa như một đống đom đóm bên trong bên trong ngọn đuốc, hấp dẫn người chú ý. Mà nhất làm cho người chú ý, vẫn là kia từng vòng lóa mắt tựa như đại nhật đồng dạng trùng sáng, mỗi một cái, đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Đây là thiên anh cảnh giới cường giả mới có tu vi khí tức, tại bình thường chúng sinh bên trong, bọn hắn liền tựa như đại nhật đồng dạng lóa mắt, như mặt trời ban trưa. Thiên phong phủ nhiều nhất, đều là chiến phong người, Mục Phong trực tiếp xem nhẹ, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, hắn vậy mà cũng phát hiện mấy cái thiên anh cảnh giới tu vi cường giả. Mà những khí tức này đều cực kỳ lạ lắm, hắn không biết. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia băng lạnh ý cười, đều hấp dẫn tới à. Hắn đem lực chú ý đặt ở mấy người kia trên thân, đem bọn hắn thân ảnh, dung mạo, toàn bộ ghi lại. Ừm, cỗ này cảm giác là, cái nào đó trong tử lâu, đang ngồi lấy bình tĩnh uống trà thanh niên áo trắng trong lòng đột nhiên báo động nổi lên, trong chấp nhoáng này, Hắn chỉ cảm thấy có cái gì nguy hiểm sắp giáng lâm, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lần trước loại cảm giác này trước, là Thiên Hàn Tông sắp đến vây quanh ta thời điểm, hẳn là, lần này có cái gì nguy hiểm muốn tới rồi. Thanh niên trong lòng kinh hãi, hắn từ nhỏ đã có một loại năng lực, nguy hiểm giáng lâm trước đó, hắn sẽ sớm cảm ứng, loại cảm ứng này cứu được hắn nhiều lần mệnh. Tiếp tục lưu lại nơi này gặp nguy hiểm, thanh niên sầm mặt lại, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng, bay ra ngoài cửa sổ trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn phi thường tin tưởng chính mình loại cảm giác này. Khổng Yến tỷ, mấy người kia, người có thể nhận biết. Mục Phong đem ba người kia thân ảnh, dung mạo đều dùng linh thức truyền cho Khổng Yến. Lão đầu tử kia chính là thiên bảng thứ hai kiêu độc, còn có, đứa bé kia bộ dáng hẳn là quỷ anh, thiên bảng thứ tư, trước đó hạ độc, chỉ sợ sẽ là kiêu độc thủ đoạn, mà cái kia quỷ anh, nghe nói là một tên quỷ tu, giết người tàn nhẫn, thích ăn tim gan người óc, về phần cái kia thanh niên áo trắng, ta không biết. Khổng Yến nói, sắc mặt trầm xuống, thiên bảng thứ hai sát tay, thứ tư sát tay đều tới. Kiêu độc, quỷ anh, mục phong đôi mắt bên trong lãnh quang chấp động, mà lúc này, ngoài cửa sổ, một đạo nhỏ bé thân ảnh bò hướng mục phong. Kia rõ ràng là từng cái có lớn chừng ngón cái màu đỏ nhện. Con nhện này theo ngoài cửa sổ bò vào đến, chậm rãi bò hướng mục phong, kia bén nhọn rác hút bên trong ẩn chứa kinh người độc. Hoa hoa, hỏa độc chu bò hướng mục phong, bất quá lúc này, ngoài cửa sổ một đạo kim quang bắn vào, là một cái lớn chừng bàn tay kim sắc thiềm thư. Bạch, kia hỏa độc chu như là nhìn thấy thiên địch, hoảng sợ hóa thành một đạo lưu quang mà chạy. Mà kim sắc thiềm thư trong miệng một đạo kim quang quét sạch mà qua, lưỡi dài cuốn ra, trực tiếp cuốn lấy kia hỏa độc chu. Gào thét, hỏa độc chu giận minh, phóng thích một cỗ màu đỏ hỏa độc, thân thể trong nháy mắt biến thành con nghé lớn nhỏ, giữ tợn vô cùng rơi vào ngoài viện, tránh thoát lưỡi dài. Mục phong khổng yến đều sửng sốt nhìn qua một màn này, chỉ gặp kim sắc thiềm thư cũng to lớn hóa, tựa như một tòa núi nhỏ rơi vào trong sân. Mập mạp thiềm bảo, Mục Phong kinh ngạc nói, đây là dược xuyên bồi dưỡng bản mệnh cổ thú, một cái thượng cổ tam mục hoàng kim thiềm. Gào thét, kia hỏa độc chu một ngụm độc hỏa phun ra, quét sạch hướng về phía hoàng kim thiềm. Hoàng kim thiềm hoa một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm kim hoàng sắc dịch nhờn bao trùm tại độc hỏa bên trên, độc hỏa suy một tiếng bị dập tắt. Miệng lớn hoàng kim dịch dính sát vào hỏa độc chu thân thể, hỏa độc chu tựa như bị nhựa cây thủy ngưng cố, không cách nào động đậy. Hoàng Kim Thiềm mở cái miệng rộng, đem hỏa độc chu trực tiếp nhai lấy nuốt. Thiềm bảo, người tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong sừng suốt hỏi, qua, vừa rồi có độc thú xâm lấn, chủ nhân một mực để cho ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Thiềm bảo đánh cái nấc, truyền âm nói, biến thành lớn chừng bàn tay, núp ở Mục Phong ở lại phủ đệ góc tường một chỗ lỗ rách bên trong. Mập mạp chết bầm này, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi ấm, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, mập mạp dược xuyên thận trọng, không phải bàn cãi xem ra lại là cái kia kiêu độc, khổng yến sắc mặt âm trầm nói, hư, bản tỏa đến muốn đích thân gặp một lần những này thiên bảng sát thủ đến cùng có bao nhiêu cân lược, khổng yến tỷ, ngươi lập tức mang mục cuồng, dược xuyên, tử dược đi nơi này, dám thị ở kiêu độc. Mục phong lạnh lẽo nói, đem vị trí truyền cho khổng yến, mà hắn thân thể, biến thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, hướng Trung Châu thành một chỗ phương hướng phá không mà đi. Khổng Yến cũng liền bận bịu xuống dưới dẫn người đi dám thị kia kiêu độc đi. Trung Châu thành quá bao la, diện tích bao trùm to lớn, bất quá, đối thiên anh cảnh giới cường giả tới nói, ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá là nửa canh giờ không đến công phu. Một chỗ trong thành khu, không biết là cái nào thế lực địa bàn, đêm dài, người bình thường chìm vào giấc ngủ, mà tu sĩ, phần lớn cũng tại tu hành bên trong. Một tên thiên phách cảnh giới cường giả ngay tại gian phòng của mình bên trong tu hành, một cỗ màu xanh đen quỷ khói vô thanh vô tức theo ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, ngừng tụ thành một tên 1m4 tả hữu thân cao thân ảnh hắn diện mục tựa như anh hài, làn da lại là xanh xám sắc, hai con người phát ra yếu ớt lục quang, dáng người còng xuống, khóe miệng có răng nanh, trên tay có lợi trảo. Người nào, cái này vương giả đột nhiên mở mắt, bạch, thế nhưng là theo sau, một đạo nhanh đến cực hạn quỷ trảo đâm vào trái tim của hắn bên trong, phốc phốc một tiếng. Một cái móng vuốt nhỏ đâm xuyên qua trái tim của hắn, theo sau móc ra. Người này trừng to mắt, không dám tin nhìn qua cái này quái anh, mà cái này quái anh, ở ngay trước mặt hắn, ăn trái tim, cực kỳ huyết tinh. Theo sau, hắn móng vuốt, tại người này não hải bên trên vạch một cái qua cắt ra xương sọ, trực tiếp thôn vệ óc, hút vào bên trong linh hồn chi lực. Đến ta mục phong địa bàn ngông cuồng như thế giết người, có hỏi qua ý kiến của ta sao? Mà lúc này, trong phòng lại vang lên giọng nói lạnh lùng. Bành, cái này quỷ anh trong lòng kinh hãi, không chút do dự, một trường hướng về sau giết ra, theo sau thân thể phá vỡ vách tường bay ra. Mà mục phong tùy ý một trường vỗ nát cái này đánh tới một trường, thân thể đuổi theo ra, lạnh lùng nhìn phía khuôn mặt này xấu xí, dáng người còng xuống nam tử. Quỷ anh, thiên bảng sát thủ thứ tư, Mục Phong nhìn qua quỷ anh từ tốn nói, Mục Phong, người là như thế nào phát hiện được ta? Quỷ anh đôi mắt bên trong xuất hiện một tia sừng sốt, theo sau thanh âm bé nhọn khàn khàn hỏi. Hắn vốn là người bình thường, bất quá là tu hành quỷ đạo công pháp, biến thành cái này không người không quỷ bộ dáng. Nơi này cũng không cần quản, các người muốn giết ta đi lấy kia 10 cây kim lang linh thảo, cũng không phải tốt như vậy được. Mục Phong gõ gõ trong tay cổ sát bình tĩnh nói, cổ sát phát ra tiếng kiếm reo. Ngươi, mệnh ở lại đây đi, bạch, Mục Phong thân thể, hóa thành một đạo kinh lôi kiếm quang phóng tới, một kiếm nhanh như thiểm điện, thẳng giết quỷ anh. Kiệt kiệt kiệt, bị ngươi phát hiện cũng không sao, trực tiếp ở chỗ này muốn tính mệnh của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.